cái nó là dịch Thì vụ dạy thì có mình tiếng nó lại, lại chứ. em có record lại, lát nữa em có note ra nhiều không? Rồi đầu Mình tiên vào nha, trong em vô cái từng trang riêng. này thì mình làm bằng TypeScript mà đúng không, cho nên mình copy cái này, cái trên dưới cũng được, em thích cái ở dưới. Ê, quên 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 đặt 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 nó cái tên đi ha, anh Triều Hoa, Triều Gì Triều đẹp trai. Ơi khó chịu quá. Ủa gì mình đặt tên nó ở ở chỗ nào ta? Thôi kệ, cứ enter đi. Rồi đặt tên nè, đấy đấy. Rồi thứ nhất là tạo tên là người như project hoặc là demo hoặc là gì đó nữa. nghe demo. Mấy mấy cái này chắc không cần phải giải thích cho anh đâu ha. Tức là mình là user này, mình sẽ tương tác với trang web qua front end. Thì trong một cái Next.js như vậy nó có cả cái phần front end và phần back end luôn. Mình không cần phải, cũng như nó chạy cho một máy vậy á, cả front end và back end luôn. Mà em nghĩ khi mà dự án nó lớn rồi thì mình nên tách back end với front end ra. Ở bằng bắc em thì có thể dùng nó hoặc là Next.js cũng được đúng không? Nó Next gì gốc nó cũng giống nhau Được anh, nó y chang nhau. đúng Nhưng mà dự án lớn em thấy dùng mấy cái Golang hay dùng Rust thì nó sẽ nhanh hơn. Rồi, đây là cái contract. Thì front-end nó gọi những cái hàm ở contract, nó lấy dữ liệu. Nó cũng gọi những cái hàm đi để chỉnh sửa cái contract. Rồi contract trả cái kết quả về cho front-end, front-end render ra. Back-end thì cũng có thể gọi qua contract luôn. Thì cũng tương tự vậy. Thì back-end nó có một cái đặc biệt là nó có một cái Prisma ORM. Nó là một cái thư viện JavaScript mà nó hỗ trợ back-end có thể kết nối với một cái database, bất cứ database nào. Thì những cái database phổ biến như là MySQL, Prisma, không, cái này là gọi là PostgreSQL. Anh có chơi PostgreSQL chưa? Nhưng mà nói chung là dù cho bất cứ cái nào đi ha, thì Prisma tức là một cái cú pháp á, một cái cú pháp nhưng mà chạy được trên tất cả các database luôn, là cái thằng Prisma này. Rồi em tạo reject xong rồi, em cd new demo. Rồi cd gian dev chạy mát vô. Ok, đầu tiên em sẽ đi qua cấu trúc của một cái ứng dụng Next.js. Đây, đây là cái trang Next.js của mình, tên là New Demo. Thì nó sẽ có một cái mà mình cần lưu ý, một là public, cái này chắc ai cũng biết rồi ha. Rồi phần page style thì mình style là lưu mấy cái CSS này. Thì mình dùng trong mình để ý cái page nha. Thì trong page đó nó có một cái index .txt, một cái app. Ở trong API thì nó có một cái hello. Rồi giờ để thử từng cái ha, mình thử cái index trước nha. Index Ủa, cấu trúc của thằng Next.js với React lúc cái hàm khởi tạo của nó giống nhau luôn hả? cái thằng Next.js là React Next App, còn React là React React App. Đúng đúng nhỉ. Ồ. Thì đây là cái trang mặc định của nó, cái mặc định Ừ. của thằng Next.js. Thì Next.js nó có một cái hay nữa là nó hỗ trợ cái module CSS. Tức là bây giờ em mở cái module home.css thì ra này. Đây, thì trong đây nó có những cái CSS bình thường thôi ha, nhưng mà ở bên phía JavaScript thì nó gọi ra được, như class bằng style.container này. Thì đây là container nó được gọi ra nè, ok không? Thì em không có xài cái style này, em sẽ xóa bớt. Cái nào không xài mình xóa bớt. Rồi nguyên khúc này xóa bớt luôn. Thì đầu tiên anh biết cái fragment này chưa? Tức tức là bây giờ thay vì mình ghi H1 home Nó yêu cầu luôn có một cái thẻ để mà bao lại đúng không?
Đúng rồi anh, thì thì như vậy nó bị lỗi nè, thì mình phải có một cái wrap product run ở mình đây. đó, nó sẽ không có bị trên cái layout của mình, nó sẽ không có ảnh hưởng đến layout. Đúng rồi anh. Rồi thì lúc này nó render ra Thì thành đó công. là Bây giờ em xóa bớt mấy cái CSS nè, xóa home nè. Rồi tiếp theo em sẽ qua một cái app.css để mình coi coi trong đây nó có gì ha. Thì ở đây mình có thể thêm cái CSS global nè. Rồi ở đây là bất kỳ cái trang nào thì nó cũng phải đi qua cái chỗ này. Tức là ví dụ mà để coi tiếp theo em làm gì ha. Giờ em sẽ có cái phần layout thử nha. Thôi giờ em cài đặt Tailwind trước đi. Rồi giờ cài Tailwind thì lên cái trang Tailwind CSS Installation. Thì ở đây nó có framework guide nè, bấm vô cái guide này, chọn cái framework mà mình xài là Next.js. Rồi đầu tiên là mình npm install mấy cái này. Rồi sau khi install xong mình sẽ init cái Tailwind CSS. Sau khi init thì mình sẽ chỉnh sửa cái file này. Cái file này tức là những cái CSS, những cái mà JavaScript mình nó nằm ở đâu á, để Tailwind nó biết để nó lấy CSS ra. Rồi thì em vừa chạy xong cái init này nè, thì giờ em sẽ chỉnh sửa cái Tailwind.config ha. Đây nè. Rồi em copy hai cái dòng này, nhét vô content. Tức là mình đang nói cho nó biết là code của mình nằm ở budget chứ không của mình. Rồi tiếp theo là mình copy cái này, cái này vô trong cái global.css. Global. Chó đi kia luôn hả? Đúng rồi em xóa. Thì cái thằng Tailwind cuối cùng nó sẽ dịch nguyên cái đám này thành thành mấy cái CSS đó thôi, nhưng mà nói chung anh cũng đừng để ý, cứ cóp vô thôi. Rồi bây giờ em chạy thử mấy cái CSS coi coi nó chạy chưa nha. Ở đây em thêm cái global vô rồi nè. Giờ ở bên index nè. Index thì bây giờ chữ đang bự đúng không? Nó nhỏ lại ha. Rồi vậy nó không nhỏ lại. Kệ nó. Pi ha. Pi. Rồi thì Tailwind nó có những cái đặc điểm gì? Ví dụ như bây giờ anh muốn cái chữ của anh. Thôi vậy em làm một cái thẻ div đi. Anh có làm BXP chắc là anh biết HTML CSS rồi ha. Rồi giả sử em muốn cái này nó có padding 2 thì em làm dùng B2. Cảm giác cái CSS nó không có vô ha. Rồi này CSS chưa vô chắc phải mở lại rồi. Thì thấy chữ phong như vậy là chắc là vô rồi. Thì cái này nó có B2 ha. Rồi em cho nó thử một cái background là màu nâu chẳng hạn. Màu nâu 400. Đó thì nó sẽ có màu nâu. Muốn nó chữ trắng thì em dùng text white thì nó sẽ màu trắng. Muốn chữ đậm thì em dùng font bold nó sẽ đậm lên. Em muốn chữ nó bự hơn nữa thì dùng text XL. Nó có các size nè. Rồi thì nó rất là tiện, nó tiện như vậy á. Rồi bây giờ tóm lại em muốn làm cài xong Tailwind rồi ha, thì giờ em làm tới cái phần layout. Phần layout nghĩa là một cái trang web nó sẽ có header với footer với một cái body. Vậy thì mình sẽ tạo ra một cái component nè. Đây em tạo một cái file, cái file nằm ở trong component, tên file là layout.txt. Thì lúc này TX React nè, TS React Component React Function Component, xong rồi mình export nó ra nè. TypeScript React Function Component export là nó viết tắt ra anh, nó sẽ ra được một cái file giống giống như vậy. Cái này anh có thể thêm cái type của nó là cái gì, check element hay cái gì cũng được ha. Rồi thì trong cái layout này nó có cái gì ha. Giờ em cho nó cái fragment trước. Thì ở trên đây nó có một cái tên là header đúng không? Nó phải có header chứ đúng không? Rồi ở đây nó có một cái thằng children là cái body mà mình chuyển vô á. Thì cái thằng children này nó được bao bọc bởi một cái main. Rồi thì mình cho nó bao bởi cái main ha, để cho người ta dễ biết.
Rồi có một cái footer ha. Rồi vậy thì mấy cái footer thì mình mới vừa dùng nhưng mà mình chưa thiết lập đó đúng không? Thì ở đây mình sẽ import header này, import footer from footer này. Thì tương tự mình import thì mình phải khởi tạo ha. Khởi tạo một cái là header giống thế đấy. Footer thì tương tự vậy ha. Rồi trong header thì anh sẽ nè TypeScript React Function Component Export. Rồi sẽ là một cái header. Rồi header vậy ổn rồi. Rồi footer thì React TypeScript React Function Component Export. Rồi nó ra được cái footer. Từ từ, cái đó là mình, cái đó là có sẵn hay là mình phải cài Cái thêm này anh phải xài nó? một cái tên là không bấm chữ React snippet. Anh kiếm cái nào mà nhiều người tải nhất á, hầu như là nè cái này nhiều người tải nhất rồi. Rồi anh cứ cài nó về, anh bấm, anh cài cái nào nó cũng ra được cái đó hết á. Rồi xong chỗ này rồi ha, nhưng mà chỗ children này nó không biết là cái gì. Thì children thì mình sẽ pass vô đây một cái children. Ở thằng children này thì nó có kiểu, mình phải cho nó một cái kiểu ha. Đây không biết phải React Node không ta. Import header from header, tức là trong cùng thêm một component với một cái header đúng không? Nè em chưa lưu lại mấy cái này hả? Báo lỗi gì? Can not find module footer. Component có footer mà ta, kỳ vậy. Lại lại đi. Import. Em nghĩ là tại vì mình chưa nên cho nó kiểu ha. Ôi tự nhiên bây giờ lại được rồi nè. Ok đi. Thì em reload lại trang thì nó chưa thay đổi gì đúng không? Em mới vừa nói với anh là cái app này, tức là bất kỳ cái trang nào nó cũng phải đi qua cái app này hết. Cho nên là ở đây anh sẽ import cái layout. Import layout nè. Thì anh vừa bấm chữ layout thì nó sẽ recommend cho anh là nó nằm ở trong thư mục này. Rồi thì cái layout của anh nó sẽ bọc cái component. Rồi chỗ này cho một cái layout này. Rồi thì khi mà anh reload lại thì tự nhiên anh thấy ở đây là có phần header, footer với cái home đúng như những gì mà anh muốn ha. Thì mình giải thích nó tại sao. Tức là cái thằng layout này đúng không? Nó bọc cái thằng component của mình. Thì trong cái thằng layout này nó ở trên là header, ở dưới là footer, còn ở giữa là cái children, là cái nằm ở bên giữa, cái mà nằm ở bên trong này nè. Rồi anh kịp phần này chưa? Kịp rồi em đi tiếp nha. Rồi bây giờ để coi coi mình làm tới phần nào ha. Bây giờ em có sẽ có thử hai ba trang front end ha. Code front end thì bây giờ anh sẽ coi cái document của nó, cái phần mà routing nè. Thì ở đây nó có hai cái kiểu row, một là routing tức là của bên phần front end, hai là ở bên API row tức ở bên back end. Thì bây giờ mình sẽ xài cái routing của front end trước. Thì nó giải thích là ví dụ là có một cái file mà index như vậy thì người dùng sẽ truy cập nó bằng cái suyệt như vậy. Còn nếu mà cái file nằm ở trong thư mục block, tức là trong cái bay chuyện này nè, em tạo một cái thư mục tên là block, và trong đây em tạo một cái index.js. Nhưng mà mình đang xài TypeScript cho nên phải TX. Rồi mình sẽ tạo một cái React TypeScript React phần trên component export. Thì cái chỗ index này mình phải ghi viết hoa. Tên là block index ha. Rồi, ở đây em ghi cái chữ block đi. Rồi, thì khi mà em truy cập vô cái block index, tức là xuyệt xuyệt block đúng không? Xuyệt xuyệt block nè. Thì em sẽ tới tới được cái trang block. Đây, thì ở đây nó hiện cái block nè. Đúng không? Nó cũng có header, cũng có footer nè. Anh kịp phần này chưa? Thì cũng đơn giản ha. Rồi ví dụ như em không thích cái chữ block này, em sẽ đổi cái này thành block.txt. Rồi em mua cái block này vô trong cái base. Em xóa cái thư mục block đi. Ok không? Thì lúc này em truy cập vô sẹt block nó vẫn ok, không vấn đề hết. Em đổi tên block này bằng block zz thì đúng không? Thì em truy cập nó bằng block zz vẫn ok, không có bị gì hết ha. Thì đây là những cái cách mà mình truy cập vô á. Nó còn có cái dynamic routing.
tức là dynamic role này. Tức là bây giờ nè, trong cái post của em nó có một cái bid.js nha. Thì ví dụ ở trong đây nè, em tạo một cái thư mục là post, thì trong đây có một cái tên là bid.tsx. Thì lúc này em đây em sẽ bát này vô, thì nó sẽ lấy được cái bid ha. Thì bây giờ em truy cập nó bằng cái đường page xịt post, rồi em ghi một cái gì đó vô. Kiểu Hello như world get chẳng đúng hạn. Em ghi hello world vô thì tự nhiên nè, cái bid nè nó lấy từ cái router.query ra được cái hello world này, thấy không? không? Thì từ cái hello world này mình có thể lấy từ cơ sở dữ liệu ra mình hiển thị ra các kiểu ha. Ok không? Còn nếu mà lấy không được thì mình cứ return cho thằng user là không tìm thấy. Ok, cái phần row của frontend xong rồi ha. Vậy em thử một cái row backend ha. Thì backend anh có học qua cái tức là mình có những cái method như là get, post, put, delete á, anh có biết tới chưa? Biết. Rồi vậy thì bây giờ ví dụ như em đang truy cập vô một cái trang là cái trang localhost của mình, em vô cái trang này thì em sẽ gửi một cái, em sẽ gửi một cái post request, một một còn em sẽ gửi một cái get request vô cái trang này. Thì lúc này em sẽ trả về, em sẽ được trả về một cái trang mà có những cái JS này, rồi những cái JS này nó sẽ render ra cho em. Ok không? Còn bây giờ em truy cập vô API thì trong API có một cái hello.ts đúng không? Vậy thì mình sẽ truy cập nó bằng cách xuyệt API nè, xuyệt API nè, rồi hello nè. Thì em gửi một cái get request vô trong cái trang này, nó trả về em một cái John Doe. Đây. John Doe trả về cái dạng mà JSON. Thì cái routing ở trong đây nó y chang như cái routing ở ngoài kia luôn, ví dụ như post nè. Y chỉ chỗ routing chỗ này em khỏi giới thiệu nha, tại vì nó y chang ngoài đây à. Vậy em bỏ qua nha. Thì trong cái backend của nó đó thì anh đừng quan tâm ở ở trên có gì nha, anh chỉ quan tâm chính xác một cái là nó sẽ export default một cái function là handle. Nó sẽ handle cái request với lại cái về nó trả về cái response. Thì anh chỉ tập trung vô cái này thôi nha. Nó chắc chắn nó sẽ trả về một cái handle, cái request. Rồi, rồi em xong cái phần một cái row backend rồi. Xong tailwind luôn. Bây giờ em sẽ sử dụng cái UEFX với lại UStay. Hai cái này anh có học qua chưa? Có mới có đọc nhưng mà không hiểu lắm. Rồi rồi. Bây giờ giả sử bây giờ em giải thích cái UStay nó là gì ha. Nhắc tới stay á, thì stay nó là một cái trạng thái, nó là một cái biến số nhưng mà nó thay đổi. Nhưng mà đương nhiên là nó thay đổi nha, nhưng mà khi mà nó thay đổi thì cái phần frontend nó sẽ bị thay đổi theo. Rồi giờ vậy thì bây giờ em sẽ tắt hết này. Rồi, em vào cái trang mà index.txt này, thì em sẽ dùng UStay thử. Thì mình muốn dùng mình phải import. Em sẽ import import UStay, thấy không? Nó sẽ gửi cho em mà trong React này. Rồi, thì cái chỗ UStay này. Bây giờ em muốn làm một cái đếm số đi ha. Thì nó là một cái button đúng không? Thì mình có tâm cho nó chút xíu nè. Class name bằng passing 2 nè. Rồi cho nó tròn tròn lại chút là rounded. Rồi em cho nó có màu xanh lá cây, tại vì em thích màu xanh lá cây. Rồi em cho nó một cái kiểu mà increase. Em sẽ tạo một cái biến UState tên là price 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 đi ha, với một cái set price. Vậy khi mà em bấm cái nút increase thì em hy vọng cái này nó sẽ tăng lên một giá trị. Thì em sẽ bắt cái trạng thái khi mà em bấm vô cái nút button đúng không? Em sẽ bấm vô cái nút này đúng không? Thì bắt trạng thái là on click. Rồi. Nè, em truyền cho nó một cái hàm ha. Em truyền cho nó một cái hàm. Rồi, cái hàm này nó sẽ gọi cái gì? Không, em nếu mà em dùng vậy cũng được. On increase. Increase. On increase
click. Ok nha. Rồi em tạo một cái function. Nhưng mà em tạo kiểu vậy nè. Const on increase click. Rồi thì cái này dùng async function đi. À, em không muốn vậy. Rồi chỗ này em sẽ set cái price đi đúng không? Thì cái price nó sẽ bằng cái price hiện tại cộng cho 1. Anh có tìm hiểu qua cái async function chưa? Cái này về chắc trong quá trình này. Bắt đồng bộ Thực ra cái hàm gì nó cũng bất đồng bộ nhưng mà có cái async này à? giúp mình. Nếu không cần cũng được đúng không? Nhưng mà tức là gọi sao đó, bây giờ không cần cũng được, thôi giờ tạm thời không cần ha. Nãy em sẽ nói lý do tại sao mình nên dùng cái async ngay chỗ đó. Rồi em sẽ vô cái trang này nè. Rồi em hiển thị cái file ra nha. Thì ở đây em có một cái là b đúng không, cho nó span đi. Ở đây em cái price ra thì cái price nó đang là không. Rồi cái price nó đang là không, bấm increase nó sẽ tăng lên. Rồi thì lúc này giả sử giờ em không dùng view state đi ha, em cho con không, em cho let price bằng không, tức là giá trị mặc định của nó là không, thì khi mà em bấm vô cái nút increase thì cái price nó sẽ cộng bằng một đúng không. Rồi vậy khi mà increase nó không thay đổi gì hết, vậy thì là mình sẽ dùng cái view state khi nào mà những cái thay đổi trong biến số này nó hiển thị ra cho UI. Ok không? Cho nên là những cái mà biến số thay đổi thì mình phải dùng view state. Thì chỗ này em không có dùng như vậy được. Em phải dùng như vậy thì nó mới hiểu. Rồi, anh kịp khúc này chưa? Rồi, bây giờ tới view effects. View effect nó là ví dụ như khi mà anh vô cái trang này đi đúng không? Anh muốn phát dữ liệu từ một cái backend nào đó. Giờ giả sử em sửa cái hello đi ha. Hello name bằng Jodo này đúng không? Em sẽ phát cái backend vô cái trang hello này. Em lấy ra cái name, em hiển thị lên đây. Ok không? Thì bây giờ phát á, mình có hai cách để mình dùng. Một là mình dùng cái phát mặc định của cái thằng JS. Cái thư viện này, cái thư viện mặc định nhưng mà em thấy nó không có mạnh. Cho nên mình sẽ dùng thư viện tên là ASIOT. Thì cái ASIOT này mình sẽ cài đặt ha. Yarn add ASIOT. Rồi em cài ASIOT này. Bây giờ em sẽ dùng view effect. View effect thì view effect này nó sẽ nhận như một cái hàm. Anh có học cái hàm kiểu kiểu anh học cái này cái hàm kiểu này chưa? Nó là callback á, thôi để em giải thích nha. Rồi bây giờ khi mà mới vô, rồi em sẽ dùng như vậy. Khi mà em dùng cái trống rỗng này á, tức là nó sẽ gọi một lần khi bắt đầu thôi. Nè, bây giờ em console log nha, em ghi là hello world chẳng hạn. Thì khi mà em control shift c lên bấm vô tab console thì F5 lại nè, thì nó hiển thị hello world đúng một lần. Bấm increase thì nó cũng hiển thị hello world đúng một lần, nó không có hiển thị lại. Vậy thì làm sao mà để bây giờ khi mà em bấm vô cái increase thì cái biến số price nó thay đổi thì cái hello world nó cũng thay đổi theo. Thì em chỗ này em sẽ truyền vô cái price. Ôi, hoặc là em viết thêm một cái gì effect đi ha. Rồi thì cái gì effect này nó là void đúng không, mình dùng TypeScript mình phải khai báo cái kiểu ha. Nhưng mà rồi em cho cái price vô đây thì tức là khi mà cái price này, cái biến số price này nó thay đổi thì nó sẽ hiển thị ra màn hình là console log nè, là current price là bao nhiêu, là price. Rồi vậy thì bây giờ em bấm vô increase nha, thì cái này nó sẽ hiển thị ra current price 1 thử nè. À vậy tức là cái effect này nó là một cái hàm đúng không, nó có thể gọi khi mình bắt đầu hoặc nó có thể gọi khi một cái biến số là nó thay đổi. Anh kịp khúc này chưa? Rồi. Rồi vậy rồi rồi vậy thì bây giờ
Thì cái này nó hay, cái này nó gọi con lần. Rồi bây giờ em sẽ dùng cái iso thử nha. Ok. Để em coi coi có ai vô. Ôi, nhất định là không có ai vô mà. Là người thì không có ham học. Thôi cho cái voi ở đây đi, để cho nó time trip ha. Chỗ này. Rồi. Dùng 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 ASOS đúng không? Vậy mới đầu vô em sẽ gọi một cái ASOS chấm ASOS chấm gì? Chấm get đúng không? Tại vì em get mà, em get vô cái trang này. Đúng không? Thì em sẽ lấy được cái condo này. Thì em sẽ get vô trong cái trang gì? Xẹt ngang. Tên là API Hello đúng rồi. Rồi sau khi mà em get xong nha thì nó sẽ trả về một một cái response. Đó. Rồi nó sẽ trả đi một cái response. Rồi em sẽ console log ra cái response.data, tức là cái data mà nó nhận được là cái gì. Em sẽ console log ra cái response luôn để anh so sánh nha. Nè. Rồi bây giờ khi mà em F5 lại thì lần đầu tiên à, nó sẽ gọi lên server đúng không? Nó lấy được cái red này, rồi nó console log ra nè. Đây là cái red của nó nè. Thì mình muốn lấy cái data ở bên trong thì mình chấm data cái nó sẽ ra được cái name giống condo này. À bây giờ có một cái hay nữa là bây giờ anh muốn hiển thị ra cái thằng condo này thì anh giờ em dùng một cái div nha, rồi em hiển thị ra cái gì, cái name chẳng hạn. Rồi ở trên đây em dùng const name rồi set name bằng view state thì mặc định nó là không có gì đúng không? Vậy em giả sử em cho nó trống đi ha, hoặc là cho nó là không có gì ha. Rồi nghe nó kêu bíp bíp ta. À bên cái bên bên thằng Discord. Rồi Cực quá. rồi bây giờ là khi mà nó gọi vô hello đúng không? Nó lấy được dữ liệu rồi thì nó giờ nó không còn slot ra ra nữa nha. Mà nó xếp cái name vô thì nó sẽ xếp name. Set name bằng cái gì? Set name bằng red.data.name. Được không anh? Đây, ok. Rồi nè, vậy thì mới vô nó là không có gì nữa, thấy không? Cái nó biến thành Jando nè. Cực kỳ nhanh luôn à. Đó là, anh thấy không? Rồi rồi, vậy khúc này anh kịp chưa? Rồi, ok. Rồi giờ em sẽ nói với anh là tại sao chỗ này mình nên dùng async function nha. Cái chữ cái từ async chỗ này nè. Tức là bây giờ nếu mà anh không dùng async nha. Chỗ này anh lấy được cái name rồi đúng không? Rồi bây giờ anh làm gì nữa? Anh gọi một cái ASIOS nữa, anh get tới một cái sheet API rồi ABC các kiểu. Rồi anh truyền cái gì vô? Anh truyền cái name vô. Đúng không? Rồi xong rồi ví dụ nha, em đang ví dụ nha. Rồi khi mà lấy được dữ liệu rồi thì anh lại xử lý dữ liệu phát nữa. Rồi giả sử anh có được cái giá rồi thì anh lại ASIOS.get một cái nữa. Đó. Rồi bây giờ anh nhìn code của anh nè. Anh nhìn code của anh nó một nồi luôn anh thấy không? Càng ngày nó càng thục thục vô. Nhìn rất là khó chịu. AI trong AI đúng không? Cho nên mình dùng cái từ async chỗ này. À tức là bây giờ anh hiểu bất đồng bộ nó nghĩa là gì. Tức là cái hàm get này anh không biết nó sẽ chạy bao lâu. Ví dụ như anh ghi một cái console ngay đây. Không bây giờ anh ghi một cái console ở đây đi đúng không? Anh ghi là tôi tên là Triều thì bây giờ em xóa hết nguyên khúc này ha. Em xóa hết nguyên khúc này thì lúc này cái hàm cái dòng này với cái dòng này nó sẽ chạy song song. Rồi đại khái là hiểu rồi đó. Nếu Hiểu mà không? Ok nó chạy mình song song. sử dụng nhiều nhiều cái Chính xác. API, nghĩa là mình sẽ lấy kết quả của thằng thằng A để sử dụng cho thằng B á, thì nó sẽ không có biết, nó không có tuần tự, nó không có biết là thằng nào đã gọi xong Đúng rồi rồi, là kết quả đúng không? hai thằng cu này nó sẽ dạy song song. Cho nên nếu mà anh muốn trả cái hàng to tên là Triệu sau cái thằng ASIOS thì anh phải đem nó vô đây. Rồi anh kịp khúc này rồi ha. Rồi Rồi. vậy thì bây giờ giải pháp là gì để cho đơn giản? Vậy em muốn cái thằng này chạy xong thì to tên là Triệu nó mới chạy. Vậy thì em thêm cái chữ async lên đây. Rồi chỗ này em sửa thành
quay Away. xong, tức là nó sẽ đợi cái thằng, nó đợi cái thằng này chạy xong rồi nó mới chạy cái thằng này. Còn nếu mà anh xóa cái quay đi thì nó vẫn chạy song song hai thằng. Ok, khúc này anh hiểu rồi ha. Thì bây giờ cái chữ away nó sẽ làm cho code mình nó nhẹ hơn, tức là mình sẽ xóa cái phần đen đi ha. Tức là bây giờ em là const new name bằng, nhưng mà mình sẽ đặt nó theo cái kiểu mà lạc đà ha, new name bằng, thì cái chỗ này em sẽ xóa cái phần đen về sau. New name bằng, nhưng mà mình phải chấm data đúng không, Ngoài. hoặc là mình muốn ghi đẹp thì mình ok, mình destructuring nó ra, thì chỗ này là data đúng không, rồi đó. Đang bao Tức là bây giờ đi nè 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 bây giờ nè, nếu mà bây giờ anh thấy không, em vừa xóa từ cái chỗ đen đi, tức là sau khi cái này nó chạy xong thì nó trả về một cái response, thì cái response này khi mà chấm data thì nó sẽ ra được cái, nó sẽ ra được một cái JSON, rồi mình chấm name cái nó thì nó sẽ ra tên của cái thằng Chando. Thì bây giờ em chuyển nó về async á thì em phải xóa, em xóa nguyên phần này tại vì nó không cần thiết nữa, anh cứ coi em làm nha. Thì có phải chỗ này nó là response đúng không, đúng không, rồi giờ em muốn lấy data ra thì em phải con data bằng red chấm data đúng không, nhưng mà viết vậy nó không có xịn, mình có cách nào viết ngắn hơn không, thì mình sẽ viết như vậy, mình sẽ viết viết data chỗ này, tức là nó sẽ hiểu là nó sẽ lấy một cái dữ liệu nguyên khúc này nè, nó sẽ trả về một cái rest là cái này nè, rồi trong trong cái rest này nó có một cái data thì nó sẽ tự lấy data ra luôn. Thì đây là cái cách mà viết đẹp hơn nè, thì đây là cách một nè, cách một, còn đây là cách hai. Sao mà nó cứ dàn dàn hoài ta, effect combo, effect comeback asynchronous to prevent race condition. Nó không chịu cái async chỗ này, nó không chịu async chỗ này thì mình phải làm sao, mình sẽ tạo một cái hàm async ở trong đây, async call chẳng hạn, thấy không, thì trả về một cái run mệt, rồi lát nữa em sẽ giải thích cho anh cái run mệt nó là gì, cái run mệt nó là gì. Rồi mình tạo một cái hàm async đúng không, rồi mình gọi nó ra thì lúc này nó sẽ không có báo lỗi nữa rồi. Nhưng mà không có nên đặt là async call, nhưng mà phải đặt một cái tên nào mà nó liên quan một chút xíu ha, như là đặt cái gì cho nó liên quan ta, get hoặc là first name ha, first name thấy liên quan quá trời luôn. Rồi thì nó sẽ chỗ này chắc console log ra ha, glg này anh thấy không, glg enter nó ra console log, glg data ra đó, thì nó sẽ ra cái name mà Chando này, đây nè, ra cái name mà Chando này. Rồi mình chấm name thì nó sẽ ra cái nó sẽ ra cái Chando. Rồi thì chỗ này mình sẽ set name ha, set name bằng data chấm name, rồi ok đó, thấy không, đó hoạt động y chang, nhưng mà anh nhìn anh thấy nó sạch hơn đúng không, như vậy thôi. Rồi giờ anh muốn làm với cái name của anh nữa đúng không, vậy giả sử anh cho anh cho const name bằng data này, thấy không, rồi anh set name bằng name nè, rồi giờ anh có thể fetch data tiếp, call data bằng away, rồi anh async anh muốn làm cái gì tiếp chẳng hạn, rồi anh truyền cái name vô ha, đó thì lúc đó code của anh nó sẽ nhìn nó sạch hơn nhiều nè. Anh truyền cái name vô nè, đấy nè, anh truyền cái name vô nè đó, thì code của anh thấy nó sạch hơn nhiều không, sạch hơn nhiều đúng không, mình không có xài cái nét tiệt hoặc là asot rồi chấm đen rồi nó lại ra một cái là asot chấm đen rồi đó, nó sẽ rất là dài dòng, rất là dài rồi, ok không, rồi anh kẹp phần này chưa, Ok. phần này làm cho có sạch hơn á. Rồi ok, set thêm chỗ này là xong rồi. Rồi vậy thì đây là view state. Rồi tiếp theo mình làm tới cái gì ta, dùng map để map một cái array ha. Thì ví dụ nè, bây giờ em bấm vô tailwind component,
thì nó sẽ ra một cái trang là tailwind component.com. Cái trang này giờ những cái component mà nó sẽ trên đây á, anh thích cái nào thì anh cứ lấy, không ai chửi anh hết. À, component là cạc chẳng hạn. Đây thì nó sẽ ra một cái component có tên là kiếm cái nào đẹp đẹp ha, hơn ngựa quá, kiếm lại cái nào cũng được cái này à. Rồi anh biết component là gì không? Ở trên web anh hiểu cái khái niệm mà component không? Ok, nó viết sẵn những cái ví dụ như cạc đồ các kiểu rồi đúng không, mình chỉ có dùng mình truyền dữ liệu vào thôi đúng không, truyền Ví dụ data vào footer, thì header, layout là component, hoặc những cái component nhỏ nhỏ như là component, viết một cái button nó cả cũng là component. cái Rồi vậy anh hiểu component rồi. Xài thử cái nào ta. À, xài cái này đi, mình chơi crypto mà mình phải xài crypto chứ đúng không? Rồi em sẽ copy code của cái này. Đấy anh thấy nó dùng không? Flex nè, item center nè, background white nè, thì nó dùng tailwind hết. Trên tailwind rất là xịn. Rồi em tạo Trời, một cái cái này file cứ mới. dùng thời gian mới quen được mấy cái nói Em tạo một cái file mới tên là cạc.txt. Thì anh thấy cái tailwind nè, Facebook nó cũng chơi kiểu mà tailwind, anh cần Ctrl Shift C lên. Khi mà anh hover vô một cái nào đó đấy không? Đây, anh thấy không? Một nồi cái class luôn nè. Đấy, một nồi cái class luôn. Và những cái class nó có một cái kiểu riêng nè. Đây, anh thấy không? Facebook nó còn dùng mà sao mình không dùng? Mình phải đú theo đi. kinh khủng quá. Nãy giờ em có record không ta? Được 36 phút rồi. Rồi. Đây là cái cạc ha. Rồi, công thức là TypeScript React Function Component Export. Điện thoại anh kêu đúng không? Rồi vậy thì đây là cái cạc này ha. Rồi, em copy code vô. Dùng cái này để cho nó phong thủy. Rồi. Thì chỗ này nó hiển thị lỗi là tại sao? Nó nói cái class này là nó không chịu, nó muốn class name à, cho nên mình phải đổi cái class này thành class name ha. Đây nè, thì em đây cần chấm D nha, em bôi đen xong em cần chấm D. Rồi. Rồi em sửa thôi. Đây class name nè, ok không? Rồi bây giờ em sẽ hiển thị ra thử ha. Em dùng một cái trang khác đi ha, một cái trang mà test đi ha. Thì để mà tạo ra cái trang này á, chuột phải đây, chọn test.txt. Rồi chỗ này ghi TypeScript React Function Component Export. Thì nó sẽ ra một cái trang, nhớ đổi này thành viết qua, không đổi viết qua lát nữa nó đổi ráng chịu. Rồi chỗ này save lại ha, ghi ở đây là test đi. Đây, test. Rồi enter. Rồi test nè. Rồi bây giờ em sẽ gọi cái cạc ra ha. Cạc gọi kiểu này ha. Muốn gọi ra thì phải inbox thôi, inbox cạc. Bây giờ nó chả biết cạc ở đâu hết. Mình có export đàng hoàng mà ta sẽ không biết. Đúng là ngu ngốc. Inbox cạc from. Ai, biết rồi. Copilot biết rồi. Ê, nó ra một cái bồ nhồi này, tại sao nó có màu vàng ở đây? À, tại vì chỗ này cái chiều cao là 100 VBOX hay, tức là cái chiều cao nó ngập hết nguyên một cái này luôn. Nên anh thấy không? Xài cái này thì nó có mình hover vô này đó, nó ra rất là xịn. Thì xóa này đi tại vì nó không thuộc mà. Xóa thì cũng phải tự nhiên để em luôn rồi. Rồi xóa luôn cái clip này. Rồi, ổn rồi ha. Anh thấy giao diện nó hơi xì đà xíu ha, mà thôi học không sao hết. Rồi bên đây cho một cái background đi, tắt cái div này đi, rồi chắc chắn sẽ ra vậy. Rồi giả sử thêm một cái cạc nữa ha. Rồi nhưng mà anh thấy nó không có xuống dòng, nó bị xì đà kiểu gì á, thì giờ mình có giải pháp nào ha? Rồi giờ có giải pháp nào cho cái chuyện này?
À, chỗ này mình không dùng Z nữa, mình dùng grid. Ok không? Grid cho grid mấy cột. Ví dụ như grid có 3 cột thì nó sẽ có 3 cột. Đây, nó sẽ có 3 cột. Nó sẽ cái kẹt nó hơi bị BD ra. Để thử hover vô coi. Đây kẹt background white làm tròn, có cái border, có shadow, có cái padding là 8, nhưng mà có cái width nè, width width của nó là 1/2, tức là width của nó mình đang muốn là 100% ha, mà giờ nó có 3/6 à, tức là 1/2 á. Thì bây giờ em sẽ chỉnh lại ha, chỉnh lại width là 6 width luôn đi, rồi thì nó sẽ tràn ra ha. Bây giờ vấn đề là làm sao để cho nó cách đẹp, đẹp xíu ha. Thì chỗ test này mình cho padding thôi, padding 2 rồi vẫn chưa đẹp. Cho nó cách ra thì cho gáp gáp 2 ha, rồi nhìn có vẻ hợp lý. Tôi bỏ cái hack screen này đi, rồi nhìn uy tín nữa, anh thấy uy tín không, anh thấy xe win hay không? Alo anh ơi. Vừa tắt mất xong. Hay phết nhỉ. Rồi vậy thì bây giờ còn một cái hay nữa nè. Giờ giả sử anh dùng grid call by đi đúng không? Anh muốn khi mà cái màn hình em đi, tức là từ 768 trở lên thì nó sẽ có hai cột đi ha. Thì grid call 2 thì lúc này nó sẽ ra là hai cột. Hai, tức là mặt đỉnh là một cột đi ha. Vậy thì ở đây nó là grid call 1, thì khi để em xóa cái grid call by đi. À, tức là nguyên cái đống này thì anh sẽ hiểu á, là khi mà tức là mặt đỉnh nó là grid call 1 đi ha. Ôi có ai vô vậy, có ai vô vậy? Chắc kích anh gì rồi, chắc kích anh thiên đó, mình cảm thấy mình out trình. Rồi đây nha. Tức là khi mà mặc định của nó là nó sẽ có một cột, nhưng mà từ màn hình mà 768 trở lên đó, thì nó sẽ có hai cột. Từ cái màn hình mà LG trở lên thì nó sẽ có ba cột chẳng hạn. Thì cho quên cái chỗ này, cứ mình custom nó rất là đã. Nè. Nè, màn hình bé hơn 768 là có một cột. Lớn hơn 768 là có hai cột. Còn lớn hơn 1024 là sẽ có ba cột. Đây. Kiểu như bút tráp đó nhỉ. Ừ nhưng mà anh thấy nó dễ hiểu hơn. Ừ nhưng mà em chỉ thích thôi vậy như vậy cũng được ha. Rồi. Bây giờ anh muốn truyền vô cho nó thành khác đúng không? Thì mình truyền drop đúng không? Vậy thì giờ tạo thử một cái array đi ha. Dùng TypeScript mà mình phải chơi interface. Interface nè. Interface gọi là crypto đi ha. Nó sẽ có một cái name. Rồi nó sẽ có một cái price là number hả? Ok number. Rồi nó sẽ có một cái symbol. Nó là symbol mà. Thôi tạm thời như vậy đi ha, làm biến làm thêm quá. Rồi em sẽ tạo ra một cái mảng là nè, create array of crypto. Rồi code nhàn quá. Đây, XRB BCH. Ôi Copilot giỏi quá. Rồi tạm thời em lấy Phải. tới đây thôi nha. Copilot ghê không? Sắp sắp thống trị loài người à. Rồi thì nó là một cái array như vậy đúng không? Vậy thì em sẽ map cái array này này ra nha. Chỗ này là mình sẽ dùng crypto.map. Nè, crypto rồi index.
Và crypto đây chứ. Chắc nó tự hiểu cái kiểu ha. Rồi. Ôi thật là nhàn. Nhưng mà mình sẽ chèn cho nó cái giá vô ha. Thì ở đây cái drop của nó phải có một cái là price với lại symbol. Price là number, symbol là string. Ok. Rồi, hiển thị ra. Thì cái chỗ này nó phải là symbol đúng không anh? Symbol. Mà chỗ này anh có thể destructuring ra luôn. Ví dụ như anh lấy ra cái price, tức là anh lấy symbol của nó luôn. Còn hai là anh sẽ cho cái drop như vậy. Rồi anh ở đây anh call price symbol bằng drop. Đây thì nó có hai cách. Nhưng mà em thấy cách này nhìn có vẻ hay hơn. Còn cách này nhìn có vẻ nó senior hơn. Rồi mình dùng vậy. Rồi nó có cái symbol rồi nhưng mà nó chưa có right đúng không? Thì cái right này anh thấy nó có dấu phẩy nè. Thì mình sẽ dùng sao mà giờ mình kêu copilot đi. Bring right the way rồi thế là tuyệt vời copilot. Nó biết mình xài giá tiền ở cho nên nó phải làm tròn hai chỉ số thập phần. Rồi có vẻ ok rồi. Rồi chỗ này ổn rồi ha. Rồi nhưng mà giả sử cho anh làm một cái hàm mà để anh chèn vô ha, cho nó một cái button ngay đây. Rồi button ngay đây ghi là cái gì, add a con chẳng hạn. Ở bây giờ mình dùng phối hợp đi ha. Anh làm một cái div, đây là add account. Ở đây anh có một cái input, một cái label HTML4 là gì kệ đi, ghi là symbol rồi ở đây ghi là gì ta, write đi ha. Đây thì nó sẽ ra hai cái input nhưng mà hiện tại là nó không có hiện màu cho nên tại vì theo win mà nên là anh sẽ chỉnh sửa cho nó có màu đẹp đẹp xíu ha, để cho nó một cái dòng dòng một đi ha, cho nó một cái màu là green black chẳng hạn. Rồi chỉnh cho nó mờ mờ xíu là opacity 5 cho nó tròn tròn rồi, nó mờ quá đi. Tạm thời cho cái này lên 50 đi. Nè, 50 nè. Đây thấy, anh thấy không? Nè, nó như này. Rồi nhìn có vẻ uy tín rồi. Rồi còn cái add account thì nó xấu quá. Cho class name bằng B2 tròn tròn xíu cho nó có màu đỏ đi ha. Cho nó có màu xanh dương đi ha. Background blue nè, anh đỡ chỗ màu anh thấy tiện không? Cho nó màu trắng. Rồi khi mà anh hover vô anh muốn nó hơi có hiệu ứng xíu ha. Thì hover 2 chấm nè. Background blue 500. Đó, nhìn nhìn nó uy tín hơn xíu. Nhưng mà anh muốn cái hiệu ứng chút xíu nữa. Thì anh làm cái transition để nó thay đổi nè, đó anh thấy không? Nó mềm mại. Rồi. Chỗ này em chưa cho nó cái padding là 0,5 rem. Cái này là sách giáo khoa rồi. Hai cái div này cho kiểu là class, cho cái class name bằng bằng grid. Rồi để cho nó xuống vòng vòng đẹp đẹp xíu. Cái grid này thì cho margin bottom thôi, cho cái account này đi là margin top là 2 pixel, ủa là 0,5 rem. Rồi thì cuối cùng nó sẽ ra như vậy. Thì anh muốn anh thêm một cái con giống như là Diamond Boy con chẳng hạn là DBZ, giá là 100.000 đô nè. Thấy không, là anh bấm chữ add thì lúc này nó sẽ add cho anh. Thì anh muốn vậy thì phải làm sao ha. Thì giờ anh sẽ viết một cái hàm, anh mới học view state á, trên giờ mình sẽ viết một cái hàm ha.
symbol, set symbol. Mặc định là không có gì đi ha. Cons. Ok, right set right bằng này, mặc định là không. Rồi, chỗ này anh sẽ cho một cái hàm tên là on chain. Cái hàm này nó sẽ nhận vô là on symbol chain. Là như vậy thôi. Rồi, anh ghi vậy. On chain bằng on write chain. Rồi, anh ghi vậy thì anh phải declare nó thôi. Là const on symbol chain. Đấy, thấy không? Rồi rồi, code là nhàn. 2022 rồi. Đấy, code là phải như vậy. $100,000 ha. Lớn hơn Bitcoin. Bấm vào chữ add. Thì mình phải bắt cái sự kiện khi bấm vô chữ add đúng không? Bấm vô thì bắt sự kiện là on click. Rồi, on click thì on add con click. On add con đi ha, on add con click. Anh học ta direct đi. Con thôi đặt on submit đi. On submit. Revenge default. Ok, tạo ra một cái crypto, con số ốc ra. Set symbol, tức là nó đang reset mấy cái value lại. Rồi xong rồi sao nữa? À, bây giờ nó phải add vô cái crypto này đúng không? Crypto add đi ha. Crypto add ha. Chữ này ghi sao ta? Chắc là crypto vậy đi ha. Tại vì số nhiều mà. Thì chỗ này phải đổi lại. Rồi. Đóng cái này lại. Ok, đóng lại rồi xong. Vậy khi mà anh click vô đây thì nó con số ốc ra, nó reset lại ha. Nhưng mà anh muốn nó đẩy vô trong cái này đúng không? Đẩy vô trong cái crypto này đúng không? Thì chỗ này anh sẽ crypto.push. Nhưng mà em đã nói anh rồi á, anh muốn cái gì mà nó thay đổi UI á thì mình phải dùng tới view state đúng không? Nên chỗ này anh có add thì đương nhiên là nó thay đổi cái crypto này á. Ôi. Được. Sao được không nè? Anh Thiên. Anh Thiên có đâu mà anh? Hả? Đó. Sao vậy? Anh nhìn là đây là crypto đúng không? Nó đâu phải là stay đâu đúng không? Đâu phải là stay đâu đúng không? Mà bây giờ này, cái on submit của em nè là em sẽ boost vô trong cái mảng crypto này. Thì theo lý thuyết là chỗ này nó không có hiển thị đúng không? Nhưng mà thực tế thì nó hiển thị nè. Đấy. Anh thấy đẳng cấp không? Tao thử cái. Nè, anh thêm một cái gì vô là đó, anh add the current. Đó, anh cái nó vô đây không? Mà trong khi nó là cái mảng này bình thường nè, thấy không? Nó đâu phải là stay đâu. Alo, anh kịp không anh? Kịp. Nhưng mà nói chung là trên lý thuyết là chỗ này mình sẽ dùng view stay nha. Nè, mình sẽ dùng như vậy nha, mình không có chơi giống như vậy nha, chơi gì là chơi như kiểu gì đó. Initialize đi. Initialize value. Initialize crypto. Rồi ok. Tức là em sẽ tạo một cái state tên là crypto. Thì chỗ này em boost thì nó không được đúng không? Em phải dùng cái hàm set thì nó mới được. Anh kịp không anh? Ok, để đó anh kịp. Ok, giờ em add thử cái gì đại nha. Thì chỗ này nó sẽ không có add vô được. Tại sao add vô được rồi?
Thôi để em nằm lại, chắc là có lỗi gì đó. Push thì bắn được chứ, push thì sẽ bắn đủ. Ủa? Anh Em dùng nhớ hồi em mặt học cái boot này đâu có hoạt động được. Em phải set chứ đúng coi không? sao không hiểu Sao anh? không hiểu á. Anh nói gì anh? Kiểu nó vẫn hiểu em post À, nó vẫn hiểu mình boot. kiểu nó và nó sẽ test lại style giấy Tại em nghĩ chỗ này mình muốn nó set rất thì mình phải là dùng crypto rồi. Set chứ. Set crypto nè. Để đây mình phải xài như vậy thì mới được. Còn mình xài gì là nó. tốt nhất là làm dài Tốt nhất là mình nên dùng vậy nha. Rồi, thì cái đó là cái vấn đề nè. Ok rồi ha, anh bỏ qua cho em á nha. Anh kịp chưa anh? ok, bên này Ok. vẫn kịp. Rồi thì nó chỉ có vậy thôi. Chỗ này tại sao mà em nó bị lỗi? Tại vì nó không có chịu. Cái on click này nó phải phải đúng cái kiểu của nó, tức là mau. Trời ơi, sao mà TypeScript mà khó hiểu quá. Bảo mật bí mật đi, bảo mật event vũ Trời trang ơi, chống mật. chỗ này dùng Any rồi. Rồi, ok. Dùng tài không lật. Ok, dùng map rồi luôn ha. Giờ anh đẩy cái drop xuống rồi luôn ha. Giờ tới Redux à. Tới cái chủ đề cực kỳ khó. thì bây giờ mình sẽ search Google ha. Redux Next.js. Rồi em bấm vô đây thì nó sẽ có một cái chữ là tôi có thể sử dụng Redux không? Thì lúc này nó nói là có, đây là ví dụ nè, thì bấm vô ví dụ. Nên làm theo doc ha, doc luôn đúng. chỗ này chỗ src nè. Anh vô page nè. Anh mở cái app.txt ra ha. Nè app.txt nè. Thì anh thấy tức là tại sao anh phải mở đầu ở trong đây ha? Thì code Redux thì mình vô đây mình coi trước ha. Thì cái provider nó sẽ bao bọc cái component. Rồi nó truyền vô component cái store nè. Rồi vậy thì em sẽ làm em sẽ bọc cái component ha. Mình bắt chước nó ấy mà. Rồi vô trong cái budget app rồi em bọc cái thằng component này bởi provider store bằng store nè. Rồi hơi đóng đóng provider lại. Nhưng mà nó nằm ở trong cái package là React Redux cho nên chỗ này mình phải cài. Ok không? Rồi vậy thì em sẽ import cái provider này với lại cái app drop này. Cái app drop này nó nằm ở đâu ta? App drop này mình import rồi nè. Mà em bóc cái provider này với lại cái store thôi. Rồi cái store nằm ở trong app store. App tức là đang ở page này thì lùi lại cái. Để tạo một cái app đi ha. Nè, tạo một cái app này. Rồi trong app này có một cái file tên là store.js. Thì anh sẽ mở cái file store.ts này vô. Store.ts. Rồi copy hết cái đống này. Store.ts. Chỗ này em nghĩ là anh hiểu sơ sơ là được rồi. Tức là cái store này nó giống như một cái kho lưu trữ rồi đó. Thì anh sẽ import cái store này ra để anh lấy dữ liệu các kiểu. Nè, anh sẽ lấy dữ liệu trong cái store này nè. Tức là dữ liệu mà trong trong cái provider mà anh nhận được đó, ở trong cái store này. Anh thấy anh kịp không anh? tới chỗ đó hơi rối rồi đấy. Để em giải thích cho anh cái Redux nha. Mình đi qua cái Redux một cái là mình sẽ chắc ăn hơn.
mấy ông mà học nhiều, mấy ông giải thích khủng khiếp lắm, kiểu như Redux, công nghệ Redux này nọ kia. Nhưng mà tóm lại Redux giải thích ngắn gọn là gì? Nó là một cái global state. Anh hiểu cái global state không? Tức là giả sử cái property ở đây nè, cái property ở trong cái file test này nè mà em truyền xuống á, Gọi nó bất cứ đâu luôn. nó là local thôi, nó là local thôi. Còn cái global này là bất cứ chỗ nào anh cũng truy cập được hết á, không cần phải truyền từ trên xuống. Nó giống như là anh lập trình mà anh khai báo biến biến toàn cục vậy, anh kịp không? Biến toàn cục thì chỗ nào mình cũng truy cập được tới á. Rồi thì bây giờ thì đương nhiên mà muốn truy cập được thì phải có một thằng provider đúng không, để nó cung cấp cho những cái thằng ở bên dưới. Chỗ này anh sẽ dùng provider là trong cái thư viện của React Redux. Rồi tiếp theo là provider thì nó phải provide cái gì, nó cung cấp những cái thằng ở bên dưới cái gì, cung cấp cái store. Store. Giờ mình vô cái store nè, thì anh thấy ở đây nó có import store from app store đúng không, thì chắc chắn là nó import cái Xbox default này. Anh chỉ quan tâm tới cái chỗ này duy nhất thôi. Rồi ok không? Rồi vậy thì anh thấy nó Xbox default store, vậy cái store này là gì? Anh sẽ lên anh thấy cái Mac store. Đây cái Mac store này. Rồi anh tiếp anh coi coi cái Mac store này nó là cái gì. Anh thấy Mac store này một cái hàm trả về config store. Hey, config store nó là một cái mình import ra từ cái thằng Redux JS Toolkit. Đây thì đương nhiên thằng này chưa cài, giờ phải cài thôi. Cài thôi, làm như nhau nào. Rồi sau khi mà em cài xong em giải thích tiếp nha. Tức là config store này anh thấy nó nhận như một cái reducer nè. Em giải thích cho anh cái reducer nha. Anh biết reducer chưa? Anh hiểu lý thuyết chưa? Chưa đúng không? Nó sẽ nhận cái giá trị stack trước đó, với lại là khi mà action vào thì nó sẽ thay đổi, nó sẽ cập nhật lại cái stack mới. Em nhớ là reducer là một, tức là nó nhận một cái state gọi là đọc qua stack hả? Nhận nhận một cái stack với một cái là hình như là dispatch thì phải á. Thì thông qua action ấy, thì ví dụ như trên giao diện mình cộng một hoặc cộng hai gì đó thì nó thông qua action nó truyền vào Tóm dispatch lại nó nhận gì kệ nó đi, mình không quan tâm. Bây giờ mình code theo cái sọt ở trên đây. Rồi thì thằng reducer nó nhận như một cái counter. Counter này nó có một cái con counter reducer. Thì mình sẽ coi cái này nó có cái gì trong đây ha. Thì đây thôi, feature đâu rồi. Nè, feature counter nè. Rồi, bắt chước tạo một cái feature coi. Feature. Ở đây em tạo một cái tên là counter. Rồi trong counter thì đây nó import cái counter slide đúng không? Em cũng chưa biết cái slide nó là cái gì nữa. Cái copy thôi. Tại vì nó chia cái cách mà hàng lập trình viên nó quy định thôi, cho nên mình cứ copy. Tại vì mình cũng đâu có tự code được. App Store. Rồi, counter slide nè. Đây, tạo một cái file tên là counter slide nha, counter slide .ts. Rồi tiếp mình coi cái counter này nó import được chưa ta. Đúng đường dẫn chưa, trong Feature nè, feature nè, feature outer counter 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 slide care file on owner đúng không file. ạ? Thì chắc phải tắt đi mở lại ha. Rồi cái này nó lùi về một cái, tức là nó lùi từ app, nó lùi về cái new demo này. Trong new demo này có một cái feature, một cái counter, Feature của feature có s mà, feature ture, đúng. không hiểu tại sao chỗ này nó sai ha. Ok Tự nè, feature này. đúng hả? Bây giờ thì lại đúng, bởi vậy khó Chắc hiểu lắm. là do check chưa kịp Có nhiều thứ mà khoa học cũng không giải thích được.
trong counter slide coi nó có gì ha. Đây bóp một cái counter reducer trong counter slide nè, thì mở nó ra thì mình tự nhiên mình nhìn cái counter reducer nha, tức là cái inbox mà default á. Xong rồi Xbox default nè, đây mình chỉ quan tâm tới cái này thôi. Thì nó Xbox default một cái counter slide chấm reducer đúng không, mình sẽ tìm cái counter slide nha. Đây là cái counter slide nè. Thì counter slide nó có một cái nó tên là có một cái name, có một cái initial initial state là cái state mà mới được khởi tạo đúng không. Trong initial state thì nó có một cái value, một cái status, nó có kiểu nó có một cái reducer nè, cái reducer mà mình export ra nè. Trong cái reducer thì có một cái hàm increment, decrement, rồi increase by amount, rồi có một cái extra reducer nữa mà mình chả biết nó là cái gì. Thôi kệ đi, tóm lại là mình chỉ quan tâm cái reducer này là nó import cái counter slide chấm reducer ra. Ủa mà sao reducer này có s ta? À tức là nè, nó trong hàm create slide đúng không, nó chuyển cái initial state vô, nó chuyển cái reducer vô, rồi nó chuyển extra reducer vô, rồi sau cuối cùng cái hàm này sẽ trả về một cái chấm reducer hay một cái gì đó mà nó chấm reducer ra nè. Anh kịp chỗ này không? Rồi. Em nghĩ Nhưng slide mà cái này là mình chỉ sử dụng cái của người ta thôi đúng không? Mình chỉ copy code người ta mình sử dụng thôi em không, ý là nếu mà em học một cái gì mới thì em sẽ coi coi nó làm gì rồi em bắt chước theo. Ví dụ như không? giờ kêu em tạo một cái gì đó thì em sẽ bắt chước theo cái kiểu này, mình sẽ tạo một cái slide rồi mình import nó vô trong cái store.js này nè. Nè chỗ này nè, ví dụ như mình có một cái producer mới đi, đi 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 đúng không? Tức là wallet đi đúng không? Thì lúc này mình sẽ dùng wallet producer. Lát này em sẽ kết nối ví thử nha. Nè thì ví dụ vậy á, ở chỗ này em sẽ import wallet producer vô. Đó thì nếu mà em bắt chước thì em sẽ bắt chước như vậy. Rồi thì rồi ok á, anh kẹp chỗ này chưa? Tức là counter slide này thì nó create slide sau cuối cùng nó trả về một cái reducer này. Rồi cái reducer này được import vô trong cái counter, được import trong trong cái store này. Rồi ok. Rồi trong đây nó còn một cái nữa là counter API. Counter API là cái gì đây? Là fetch count nè. Fetch count đúng không? Fetch count trong cái increment sync này nó tạo ra một cái, rồi đây rồi để em coi cái increment async này nó là cái gì. Increment async, em có nghe nói về cái thằng mà thân á. Này này anh thấy không? Ở trong extra reducer nè thì nó có hai cái, một là increment async và pending fulfill. Anh kẹp không? Anh kẹp khúc này không? Khúc này em thấy cũng dễ hiểu nè. Mình đang lót đúng không? À này này, rồi rồi, rồi. Để em giải thích cho anh cái thằng thân này nó là gì nha. Rồi thì hồi hồi tức là ngày xưa khi mà mấy ông mà code Redux á, mấy ổng code mấy cái dispatch. Code anh có biết cái khái niệm mà dispatch không? Ví dụ như là dispatch đăng nhập, dispatch là đăng xuất, dispatch là tạo bài viết, dispatch là tức là những cái hành động, những cái thao tác lên trên cái store của anh. Ủa cái đó là trả về từ các sinh đúng không? Cái Nếu mà nó dispatch này nó sẽ nhận vô một một cái là cái đầu tiên là type, tức là anh muốn gọi cái hàm gì. Ví dụ như là anh gọi cái hàm là login ID đúng không? Rồi cái payload của anh là anh chèn vô cái gì, chèn vô một cái object. Trong cái object này nó có một cái là username chẳng hạn. Rồi trong cái username có username với password. Rồi thì sau khi cái hàm dispatch này nó chạy xong, nếu mà cái này nó đúng á, nếu mà username với password đúng á thì nó sẽ login cho anh. Login cho anh nghĩa là gì? Nó thay đổi trong cái state đúng không? Thay đổi trong trong cái thay đổi trong cái global state đúng không? Anh kỳ bốc, tức là mình đang có một cái state nè,
thì mình thay đổi cái state này qua dispatch stack á, cái global stack á, Ok. thay đổi nó qua dispatch. Thì mấy ổng thấy những cái thiết kế những cái hàm mà asynchronous ở trên cái Redux nó rất là khó, cho nên mấy ổng sáng chế ra một cái gọi là thân. Rồi đây là lần đầu tiên mà em xài thân luôn á. Rồi tóm lại là nó tạo ra một cái hàm tên là increment async nha, ok không? Thì cái hàm increment async này nó tên là, cái này là tên đúng không, tên là counter fact count. Rồi cái hàm này nó nhận như một cái con số, rồi nó sẽ fact count, rồi nó trả về cái data. Anh thấy quen quen không, giống như cái async à? Giờ mình coi coi nó là gì nha. Nè, nó dùng fact chứ không có dùng async. Rồi vậy thì tạo ra một cái ha, tên là counter API ha. Counter API.ts. Alo anh Thiên ơi, anh có thể tắt cái mic của anh được không? Mới anh nó hơi ồn quá anh. Rồi nha. Rồi vậy cái hàm fetch count này thì nó có cái gì trong cái hàm này ha? Thì đó sẽ gọi API counter bằng cái method là post. Rồi sau đó nó truyền cái body vô. Xong rồi nó nhận được cái kết quả nè, cái away kết quả này. Nó trả về result. Ở khúc này anh kịp chưa? Anh hiểu cái hàm mình để làm gì chưa? Giống y chang ICS mấy bạn mà. Giống như chơi ASOS thôi, nếu mà chuyển cái này thành ASOS thì mình sẽ đổi cái first này thành ASOS.post. Rồi sau này mình Ok. chèn cái kiểu, nhưng mà em đang làm biến quá thôi, kệ nó viết chạy rồi mình đừng có sửa làm gì ha. Vậy được rồi. Muốn chuyển ASOS cũng được thôi chứ còn Copilot nó làm đúng không? Thôi được rồi. Đâu nhất thiết. Rồi rồi nha. Rồi vậy thì cái thằng increment async này nó sẽ fetch cái dữ liệu từ API này, xong rồi có được dữ liệu rồi nó sẽ lấy ra cái data coi coi là cái con số đang là bao nhiêu. Ok rồi, đó là cái fetch count trong counter API. Rồi còn cái phần extra reducer này, nó có một cái increment async, tức là nó nhận cái hàm này xuống. Và nếu mà cái hàm này đang chạy thì cái status nó sẽ là loading, còn nếu mà cái hàm này nó đã chạy xong thì nó nhận status là idle, tức là đang đợi. Ok nha anh. Rồi. Ok. Vậy mới chịu nè. Rồi, cannot find store from app store. Ok. App nè. Store nè. Rồi, vậy mới chịu á. Nhưng mà cái này nó mình chưa viết cái API này đúng không? Cho nên mình sẽ viết nó ở trong cái patched API, rồi tạo một cái counter ha. Counter.ts nè. Rồi copy hết cái hello qua đi. Rồi. Rồi, cái này nó sẽ trả về cái gì ha? Đọc tiếp. Counter slide nè. Counter API nè. Nó lấy được cái amount đúng không? Lấy được không, nói chuyện cái amount lên. Rồi nó lấy về cái response. Thôi để copy hôm nay cho rồi. Đây, cái hàm nó Có tồn thể tại ở đây. cộng cộng hoặc là trừ gì đó, cộng trừ gì cho nó. Count const amount bằng 1, tức là mặc định của amount bằng 1. Lấy từ cái request body ra cái amount. Rồi xong đó nó gọi một cái set timeout. Tức là nó delay 500 ms. Gọi cái hàm resolve. Cái này là sao ta, không hiểu. Mục đích À, không tức hiểu là nó nữa. delay 50 giây, nó delay 500 ms đó. Chỗ này nó có thể ghi là away set timeout luôn, không có lỗi gì hết ha. Away set timeout rồi truyền một cái hàm trống xong ngoài 500 thì nó cũng tương tự ha anh. Tức là chỗ này nó chỉ là delay 500 giây, 500 ms giây thôi. Rồi còn cái response này nó sẽ trả về một cái JSON, là nó trả về cái amount mà nó nhận được từ cái body. Nếu mà body không có chuyện amount vô thì amount mặc định bằng 1.
Hãy tức là truyền gì đi thì nhận lại cái đó. Mình sẽ copy bên đây ha. API là counter nè. Thì ban đầu mình sẽ nhận vô đúng không? Mà anh thấy nó gửi cái post request đúng không? À, giờ anh kiểm tra nè. Const method bằng. Ôi, con copilot nó bị gì rồi? Copilot bỏ em rồi. Bên Request. chị không động. Bạn đã hack quá nhiều. Rồi, kiểm tra nếu nó là bot này đúng không? Rồi anh sẽ lấy cái gì? Get 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 cái gì ra? Get ở get địa ở get địa ở mail nè. Đây. Ghê không? Giờ delay 500 giây ha. Quay. Delay mình cho nó cộng lên hoặc là gì đó đi, nó cộng một đi. Nhưng mà giả sử mà delay 500 giây đi, tức là cái hàm này nó tốn 500 milli second để nó chạy. Cái Nè. này nó đang muốn test cái API Ừ nó tức là thực tế là nó phải chạy, nó phải có một thời gian để nó xử lý trên server để nó report lại đúng không, thì đúng mình rồi có đúng ví rồi dụ là nó 500 giây thì vậy. anh thấy mình đang dùng cái away đúng không, cho nên chỗ này nó phải là async function, rồi sau đó nó trả về đây red status 200 là hoàn tất ha, một cái amount cộng một đây chẳng hạn như vậy. Còn ngược lại thì nó sẽ trả là method not allow, nó bị lỗi gì vậy ta? Nó không có chịu. Cái thai của nó Tại bị là tại vì sai cái type data nè. string phần Giả mềm sử mà muốn xuống có một mà. cái type mà tên là error đi đúng không? Mà cái type này nó là hình như là vậy hả? Nó là optional thì mình ghi vậy. Hình như là như vậy. Hỏi là có hỏi trước. Có thể có hoặc không có Vậy thì cái name này nó phải là mình đúng không có không không có cái name này. Cái amount thì chắc chắn phải có ha. không? Cái này Ơi sao rất nhỏ dễ là quá. số. Cái amount thì cũng không bắt buộc. Rồi. Ok. Hoặc là cứ truyền cho nó cái amount đi để amount là bắt buộc. Chứ vậy còn về thay còn về thay thay strip nữa ha. Amount ở đây ghi là null. Mà ở đây dạng là number thôi để cho nó số 0 đi. Rồi hết giận cho bạn. Ok. Không truyền lên trả về y chang như vậy cũng được. Number hoặc là Thôi. null hả? Như dùng chỗ này null đúng không? Cho cái này bằng null được. Ok. Rồi ơi. Null là trống rỗng anh. Rồi ha. Mình đang ở cái nào ta? Em bị ngáo rồi. Rồi, tiếp tục coi. Tóm lại là bây giờ mình mới vừa tích hợp xong cái Redux đúng không? Giờ để chạy thử coi coi Redux nó ăn chưa ha. Chỗ này. Rồi, vô cái trang localhost. Vô trang trang này cũng được. Không biết em có cài cái Redux mà debug không? Đây thì Redux dev tool. Không biết con dev tool nó chạy không à. Có rồi kìa. Ôi ô máy em 10 máy em 16 GB mà nó sắp đầy rồi nè. 14 GB mấy à. Nặng dữ đó. Rồi, em coi coi nó có cái Redux trong đây không. Rồi F5 trang này lại. Đâu Thôi rồi. ôi buồn quá. Không có React Dev Tool luôn. Có tiếng chưa? Nè, để bật cái này lên. Rồi, sao không hiện? Anh dùng chưa đâu mà. Em dùng Chrome. Đâu rồi ta, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Ôi ôi. Đây, React Develop Tool Redux nè. Bấm vô Redux thử thì Đúng mình sẽ thấy rồi. một cái action. Đây, trong cái tag thì nó có một cái counter. Có value hoặc không, status là idle. Ok. Rồi bây giờ giả sử em muốn lấy cái value này ra ha. Giờ để coi coi nó lấy sao.
Đây, trong cái index.txt này. Nó lấy cái counter ra, rồi sau nữa nó render ra ha. Vậy thì trong cái counter có gì nè? Feature counter counter này. Counter đây. Rồi trong cái counter nó dispatch bằng view app dispatch count bằng view app selector. Select count này là cái gì? Đây nó sẽ import decrement by amount từ cái counter slide. Rồi vậy thì bên cái trang index của em sẽ import ra thôi, bắt trước thôi. Import hàm ra để xài anh, mà import chỗ này mình phải đổi cái đường dẫn lại. Feature đúng không? Counter, rồi counter slide, ok. Rồi chỗ này mình sẽ dùng dispatch bằng view app dispatch. Hai cái view app sector này mình import từ app hook. Nó lại có một cái app hook nữa. Rồi copy xài thôi. Mình chỉ cần copy hai cái ở bên dưới thôi. Cho từ sinh ra thằng này thấy nó còn rắc rối rườm rà hơn dùng Thì bởi vậy lát nữa em giải thích cho anh cái thằng mà create context, ôi nó cực kỳ nó ngắn luôn mà dễ hiểu nữa. Windows. Rồi thì nó cần hai cái hàm này đúng không, để nó select ra những cái mà ở trong cái store của anh đó. Rồi vậy thì tạo một cái hook.ts đi ha. App.hook.ts à. Rồi hai thằng này cần phải import vô. React. Rồi type này. Rồi hết bị lỗi chưa? App dispatch nữa nè. Rồi, view dispatch. View dispatch không được sử dụng ha. View dispatch có được sử dụng mà ha. Bị gì vậy? Duplicate identifier view dispatch. Ok. Số này đi. Rồi. Em tin là chạy được. Rồi bây giờ rồi mình sẽ tự ở trong cái store ra thôi ha. Index.txt nè. Inbox ra xài thôi. Ủa mình đang đúng rồi, trong counter nè. Rồi inbox dispatch bằng US dispatch count bằng US selector nè. Rồi còn cái này là US state. Nhưng cái file này nhiều quá, phải kiếm cái file nào giống giống xíu. Test 2 đi. Lập trình viên cũng nói chung là cũng nhàn. Bởi vậy em mới đi sự điện ha. Rồi rồi ok. Inbox view app sector view app dispatch. Ủa anh đâu có đi sửa điện đâu đúng không, anh sửa mạng hay là sửa điện? Vãi cả xe điện. Test Hệ thống thôi. anh làm Sức tester đúng không? mời máy tính như mấy cái server thôi mà. Giờ DevOps, giờ hook nè, ok. Rồi, đây, copy thôi, copy. Xài view state cho nên phải import view state. Rồi, nè, thì khi mà ở đây có một cái button đúng không? Mà khi mà ai bấm vô nó sẽ chạy cái dispatch decrement. Um,
Trời ơi. Về phích. Rồi. Mà bất tần. Bất tần tần B2 background view 200. Rồi. Ở đây, tự nhiên scenery ra cho mình luôn. Nhắn vô thì nó sẽ giảm xuống. Đây nè, em mở rộng lên nè. Nhấn vào thì nó sẽ dispatch cái increment này, nhấn vào nó sẽ dispatch cái À. decrement này. Đó, một À. ứng dụng lớn phải xài nó rất là rắc rối như vậy. À, giảm. Đó, thấy không, là tăng giảm. Rồi, làm sao để ý giá trị đi. Rồi. Increment amount, đây là cái gì đây? Ấn vào nó sẽ chạy cái increment. Thôi đọc, mình đọc code nó tiếp đi. Rồi xong mà nó hiển thị ra ha. Rồi ở đây là một cái mà set tỷ chọn ha. Rồi, nó không hiển thị ra ta. Đây, nó hiển thị nè. Count. Đây, count sẽ bằng view app selector là sẽ count. Rồi vậy thì cho nó vô nằm giữa đi. Anh load kẹp không? Rồi. Rồi chỗ này em xóa nó đi nè. Rồi để coi Rồi. cái này nó lên chưa? Số 0. Lên, lên. Trời ơi, không lên thì chắc chửi chết luôn. Ok. Bây giờ em sẽ tích hợp cái wallet đi ha. Nè, thì bây giờ trong cái thằng này á, thì nó có cho mình mấy cho mấy cái có sẵn. Nè, config nè. Near util nè. Đây em copy cái hàm near util này ha. Em sẽ giới thiệu cho anh sau, giờ tạm thời cứ copy qua qua sẵn. Trong tạo một cái thư mục config. Config đặt tên là near util.ts. Rồi. Ở đây là window.wallet connection. Thì bây giờ TypeScript nó không có chịu mấy cái này, nó nói là giờ mày phải khai báo. Mình sẽ search Google để mình sửa cái này ha. Ồ, hình như có cho bản cho thay hết mà. Lúc mà đọc trên đi anh thấy có thư viện riêng á. Declare global nè. You should do the same by adding to your main module in your TypeScript project. Đây thì nó muốn mình dùng cái này. Thì mình có cái gì ha? Wallet connection. Ôi nó có kiểu không nè. Được quá. Thấy không? Nhờ cái thằng mình copilot cho nên code đỡ đau khổ hơn. Rồi, contract. Contract có kiểu contract. Rồi, ok. Rồi nó không có biết mấy cái này là ở đâu hết nên mình sẽ cài đặt. Dùng cái lệnh yarn add near api.js. Rồi get near config này thì giờ em sẽ copy qua config này, get near config này. Rồi pass nó qua config của mình. Nhưng mà mình đang xài TypeScript. Rồi near util thì get near config. Ok. Rồi cái chỗ này nó bị một nùi lỗi nữa. Đây đây là nỗi đau khi mà xài em. Ừ. Đây là nỗi đau khi mà mình xài TypeScript. Nó cần hai argument nhưng mà nó chỉ có một thôi. Thì cái argument cái thứ hai mình chưa provide cho nó cho nên giờ mình sẽ provide ha. Mình sẽ provide cho nó luôn, phải như vô buồn vậy. Như buồn không? Rồi rồi, mình provide cho nó luôn rồi nè, cho nên nó hết lỗi ha. Rồi ở trên đây nó còn bị lỗi gì nữa ha? Header is declared here. Ủa, anh thấy đáng sợ không? Header.
Cái gì vậy? Hit Một người. the A, declare here. Nè, argument of type is not assignable to connect config. Rồi, property header is missing in type. Tức là cái property tên là header nó bị thiếu. Kiểu Thiếu đi cái key store. Rồi cái network kiểu thế ID, trời ơi. coi có giải pháp nào dùng Trời để đi ơi, ngôi ngồi nhiên giải pháp ở đây đi có bị lót. Được, được không ta? Ôi ôi. Ủa. mình hết là sao. Connect này expect một argument đúng không? Là connection config. Thì cái này nó phải có kiểu là connection config đúng không? Rồi vậy thì ở đây mình sẽ tạo ra một cái tên là config có kiểu là connection config. Em biết kiểu này không ta? Connect config thôi. Connect config. Ok. Rồi. Rồi trong cái kiểu này thì mình sẽ cho đi config dev nè. Trời ơi. Rồi cái gì vậy? Config is declare nhưng mà không được sử dụng. Ok được. Cái này nó bị gì? Cái này nó không chịu đúng không? Trong cái key store này mình phải truyền là new key store browser local storage key store. Rồi vậy nó muốn như vậy. New key store chấm browser. Rồi hay quá, hay quá, hồi ôi hay quá tính ơi. Ôi ôi, ủa cái gì vậy? Header is declare here là sao ta? Tức là bắt buộc đúng không? Rồi bắt buộc rồi. Near RPC API header can be used to pass API key and other parameter. Không hiểu. Thôi cái chuyện nó ráo trống đi ha. Header hả? Rồi header trống đi. Ui, tại sao vậy ta? Tại sao vậy ta? Rồi, ôi anh ơi, anh ơi, anh ơi. Rồi, rồi Vãi, ha, chết mẹ ok luôn. ha, ok ha. Ôi đỉnh cao feedback. Rồi, get new config nv. Rồi, nv không có kiểu đúng không? Rồi, giờ phải cho kiểu nữa. Nv type nè, hoặc là nv type mà dùng kiểu thì mình phải dùng interface đó, dùng TypeScript là kinh khủng không? Nv type rồi, type thì có cái gì? Ủa à, cái nv nó có thể là nó là kiểu string đúng không? Nè tại vì nó squid nv nè, nè mà kiểu string nè. Cho nên chỗ này mình ghi là string. Ok. Rồi, anh sắp thành công rồi. Sự Mình đi được 70% chặng đường này. Có được cái hàm này. Rồi vậy thì em sẽ giới thiệu cái hàm mà near util thì nó có gì nha. Thì anh để ý nè. Nó export ra ba cái đúng không? Một là init contact, hai là log out, ba là log in đúng không? Thì vậy cứ import log in ra xài thôi. Ok không? Nhưng mà bây giờ cái init contact này thì mình coi coi nó làm gì nha. Thì nó sẽ kết nối tới mạng của Near đúng không? Kết nối tới mạng của Near nè. Nếu mà kết nối thành công là tức là await nè. Tức là đợi khi mà kết nối thành công á thì nó sẽ gán cho window.collect connection bằng cái này. Gán account ID bằng này. Rồi contract bằng nguyên cái nồi này. Mà báo lỗi gì vậy ta? Away không có effect gì. Kệ cụ đi, tốt nhất là không đụng tới. Rồi tức là nó sẽ kết nối với Near xong đúng không, rồi nó gán cho window.collect connection chấm account id chấm contract bằng mấy cái dữ liệu của người dùng. Ok không? Vậy thì đương nhiên cái này nó phải được gọi ban đầu đúng không? Rồi vậy thì anh sẽ vô cái app chấm test, rồi anh dùng gì
cái gì mà gọi ban đầu anh, cái gì mà cứ mỗi lần chương trình chạy nó sẽ chạy trước, Init hả? view effect À, user effect. đúng rồi. Rồi chỗ này anh dùng view effect, anh muốn nó chạy một lần thôi đúng không, thì chỗ này anh phải ghi là init contract, thấy không, nó tự nó inbox cho em luôn. Rồi Đi rộng. rồi em đúng rồi, rỗng tại vì em chỉ muốn nó gọi một lần đầu tiên thôi. Xong rồi, tiếp theo là một cái hàm login với một cái hàm logout đúng không. Rồi vậy thì mình sẽ làm một cái nút đăng nhập đăng ký đi ha, vô header nè. Rồi cái header là cái header nào, cái header trong component header nè. Rồi anh làm một cái nút đăng nhập đăng ký thôi ha, nhập đăng ký ha, ghi cái chữ header đi. Đôi khi cũng phải màu mè chút xíu. Rồi button cho B2 background màu hồng đi, không có chơi màu hồng. Rồi đăng nhập, đăng nhập nè, thì khi mà on click thì nó sẽ chạy hàm gì, chạy hàm login đúng không, chèn login vô nè. Giờ tao không biết hàm login là gì, mình phải inbox nó vô, inbox login. Đúng rồi, rồi login, log out nữa ha. Rồi vậy khi mà có cái nút login rồi ha, rồi làm cho nó một cái nút log out đi. Đây copilot hay lắm, hay lắm bạn ơi, trời ơi tuyệt vời không anh. Rồi vậy giờ bây giờ em bấm đăng nhập nha, đây thấy không, em vô cái trang New Wallet này. Trời ơi Hay thế. ôi, đơn giản. Giờ đăng nhập thử ha, đăng nhập vô cái trang New Wallet thì để coi coi khi mà mình đăng nhập thì cái gì nó thay đổi ha. Chuyển lệ đi bạn ơi. Rồi đăng nhập rồi nè. Rồi thì mình bấm Windows chấm account ID ha, thấy không. Đây hay không, hay không, hay không, tại vì nó nằm Ồ. trong trong cái hàm này nè, cái init contract này, thấy không, nó có gắn với cái account ID này, bằng cái này. Thì nó có một cái wallet connection, thử là window chấm wallet connection, trong cái wallet connection này nó có một cái, coi có cái nào mà mình biết được người dùng đăng nhập hay chưa không. Thì có một cái row total này đây, e-sign in này, thấy không. Rồi vậy mình chấm e-sign in chạy hàm thì nó chạy về true, tức là đã đăng nhập rồi. Rồi vậy tức là bên đây mình sẽ kiểm tra người dùng đăng nhập hay chưa, bên cái phần header á, mình sẽ kiểm tra người dùng đăng nhập hay chưa bằng cái lệnh là nếu mà window nha mà chấm wallet connection chấm e sign in nè, chấm e sign in chạy cái hàm này xong mà nó bằng true nha, thì tức là nó và đúng không. Một anh ghi và như vậy, rồi anh chèn anh bỏ cái này vô thì khi mà người dùng, đã đăng nhập thì nó không có hiện đúng không, vậy là cái này phải có cái dấu này. Rồi anh thấy nó ẩn đi liền ha, anh thấy không. Rồi còn nếu mà người dùng đã đăng nhập thì nó hiện cái chữ đăng xuất, ok không. Vậy thì ở chỗ này anh dùng cái dấu chấm hỏi ha, gọi là cái operator gì đó quên rồi nè. Mà anh có chơi với cái này một lần rồi đúng không anh. Đấy rồi, thì khi mà đăng nhập rồi thì nó hiện thị đăng xuất, còn không thì nó hiện thị đăng nhập. Và để cho ngửa ngửa xíu thì mình sẽ window chấm account id. Rồi rồi đủ ngửa chưa, rồi bấm đăng xuất nè. Rồi nó đang đăng xuất xong, window is not defined here. Rồi window.wallet connection, nó không biết window ở đây là cái gì. Rồi vậy thì chỗ này mình phải kiểm tra một cái nữa là, ủa tại sao nó không biết window ta. Window đi, chấm hỏi đi, rồi chấm hỏi đi, dấu chấm hỏi là dấu chấm, là dấu tâm linh, tức là lỗi nào bỏ qua được thì cứ bỏ qua. Nó không biết cái này luôn. Trời ơi,
Windows và Windows Init Define. Tôi chấm hỏi. Trời ơi, nó không biết Windows là gì luôn, nó chạy trên trình duyệt mà nó không biết Windows là gì luôn. Cái lỗi này thì ta nên sạch Google. Cách nào để giải quyết cái vụ sạm le này thì nếu mà type of Windows khác undefined, ok, because this would try to compare a non existing, you can still use because type of one try to evaluate. Ủa vậy cuối cùng mình dùng gì nè? Rồi chắc là dùng cái này, chịu, chắc là dùng sao up được á. Rồi chỗ này mình sẽ ghi là type of window khác với undefined. Rồi xin thần code hãy chạy. Chắc là chạy rồi. Trời ơi thốt. Kiểm tra em cái dưới đây. Trời ơi. Code này mà đi làm chắc bị chửi chết. Rồi, trời ơi tuyệt vời. Ờ chỗ này account ID ở cái isign là cái gì ta? 14. Cái isign là cái này nó không biết là cái gì đúng không? Cho cái chấm hỏi cái đấy. Rồi. Lỗi đi bạn ơi. Đây. Đăng nhập nè. Đó. Lúc chưa đăng nhập nó không biết cái đó đúng không? Ừ, em không biết tại sao nhưng mà Google fix lỗi rồi thôi. Thấy không? Đăng nhập rồi, bấm đi bấm vô đăng xuất à. Rồi nha. Rồi tiếp theo. Bây giờ em muốn khi mà nó đăng nhập rồi á thì nó sẽ update cái Redux nữa. Anh cũng muốn xài Redux không? Ừ. Hay là giờ tiếp chịu? Đi. Đang đang theo Redux thì phải làm cho tới. Hay, kinh khủng quá. Chỉ là giờ làm cho tới ha. Tại vì em muốn giới thiệu cho anh cái gì ta, cái React Building Context á, cái View Context á, cái này nó ngắn hơn mà nó chỉ y chang Redux mà á, nó có nét hơn không? Nó dễ hơn Redux, nhưng mà những cái dự án người ta thích xài Redux hơn, tại vì Redux nhiều người xài với lại hỗ trợ trên đa nền tảng, mà em thấy View Context nó cũng vậy thôi, mà Redux nó tối ưu hơn. Kệ đi, người ta thích thì mình dùng nói. Cái nào dễ mình làm thôi. Em thấy cái... rồi dùng cái này đi cho tới ha. Đóng lại hết đi cho đỡ rối mắt ha. Trời ơi đóng lại rồi, kinh dị quá nha, hít thở. Ôi, mới mà mày đã học tới đó rồi, nhanh thế. Rồi bây giờ nha, rồi, bắt đầu lại nha. Giờ bắt đầu 1 2 3 nha. Rồi bây giờ vô 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 cái nào. Vô app nè, store nè, thấy không? Rồi Wallet Reducer đúng không? Ok, vậy thì phải tạo một cái Wallet Slide feature này. Về feature tạo một cái tên là Wallet Slicker.ts. Rồi trong cái Wallet Slicker này mình sẽ export một cái là cái này, tên là gì? Tên là Wallet Slicker. Rồi tiếp theo cái này sẽ được bằng gì thì tới dòng 61 đây, copy hết cái nồi này. Rồi, sửa xong sửa tên lại. Rồi create slide đúng không? Mẹ inbox nó vô nè. Rồi initial state nè. Rồi tạo một cái initial state đi. Rồi, phải có một cái kiểu gì đúng không? Rồi ơi đơn giản, fix được cái lỗi kia, cái lỗi này còn con. Cái này nó bị gì ta, ý là nó không có cái type. Rồi
Initial state, sửa này lại đi, là wallet state. Wallet state thì có cái gì? Thì có một cái là elog, elog in đi ha, Lưu hai là tháng boolean. hai. Rồi nó có một cái gọi là user, cái user này nó là một cái kiểu có một cái kiểu user. Rồi trong cái user thì nó có gì? Xbox này, interface user. Thì user thì nó sẽ có một là cái account ID, là cái địa chỉ ví, nó có kiểu string. Rồi hai là cái trong một cái user thì nó có gì đó, có account ID với nó có một cái anh thấy đầy 16 ghi không? Chiêu coi ví dụ như nó Nó đầy 16 ghi nè. Để em tắt bớt mấy cái một nãy giờ 1 tiếng 45 rồi. Em coi tắt bớt ha. Em có xài một cái ứng dụng này là OneTap này. Xem tất cả các tab trừ cái tab này. Đây. Thấy không? Nó gửi qua đây hết luôn. Thấy không? Còn có một tab à, cho nên nó sẽ đỡ tốn RAM hơn. Rồi tiếp nha. Anh còn tỉnh táo không? Đây cho một cái name đi ha, name là string đi ha. Rồi, initial state thì cái account ID sẽ bằng trống. Rồi cái name sẽ bằng trống luôn. Rồi. Alo, anh còn đó không? Alo anh ơi. Ôi trời ơi em. Ôi rồi anh gì ao, anh gì ao, ao anh gì ao luôn rồi. Anh Thiên thoát rồi. Anh thoát lâu chưa ta? Thiên Bảo đang đang đi về nhà mà. À vậy hả, em không có nghe. Rồi em tiếp tục nha. Rồi vậy thì trong cái user nó có account ID với anh em ha. Wallet state thì mình sẽ khai báo những cái initial state cho nó. Initial state. Rồi. Đây là user nè. Đây, user có hai thằng này. Ban đầu là nó trống hết ha. Rồi. Rồi, vô chân chống value mà không có nè. Bây giờ khi mà mình đăng nhập đi ha. Mình làm một cái hàm tên là login state. Rồi. Mà phải có action nữa đúng không? Rồi hai cái thằng này nó trả ra cái gì? Rồi hay không? Anh thấy Copilot có tìm cho mình hết luôn. Ở đây nó có payload action number nè. Thì tức là mình có thể định danh cho nó cái kiểu ha. Thì để em thử đú theo coi. Payload action cho nó một cái kiểu là user ha, mình chuyển thành user nhưng mà rồi xóa hết mấy này. Rồi ok, extra reducer chắc là tạm thời mình chưa cần này đâu ha, làm đơn giản thôi ha. Rồi, khi mà chạy cái login thì cái này nó sẽ chạy, làm thử cái logout ha. Mà em thấy cái connect wallet thì làm kiểu kia cũng được rồi. Còn cái này mình tạo chơi thôi chứ thật ra cái kia là nó lo hết rồi đúng không? Rồi thì ok. Rồi còn cái gì nữa không? Ở bên kia nè, Xbox Con nè, nguyên một cái đống ở trong đây.
là nó có increment, decrement. Vậy thì ở cái này mình phải export một cái nữa. Export const. Rồi, hello Phú. Rồi chỗ này mình sẽ export cái login với login ha. Rồi. Rồi để coi mình export khác cho nó chỗ nào. Bằng counter gì? Bằng wallet slide. Chấm action. Thực ra là mò hơi anh chứ em đâu có phải mà mình học thuộc hay là gì. Anh đợi em tí nha. Năm giờ sáng rồi đúng không? Rồi 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 em tiếp nha. Rồi export cái log in với log out rồi thì bây giờ mình sẽ dùng y chang như ở bên kia thôi. Vô header đi ha. Anh có tỉnh táo không? Còn nghe được không? Còn Rồi mình sao đến cái header này ha, em thì em hơi mệt rồi. Mình sẽ ráng theo tới đang cùng. đang hay đường của Đức chơi nè. Ừ đúng rồi, đang hay. Mình sẽ import cái login với logout này. Từ đâu? Từ từ feature wallet. Wallet slide. Rồi, duplicate binding. Ok, nó không chịu cái ở trên ha. Xóa luôn. Ở ngại gì? Thôi kệ, mình comment đóng đi ha. Có đang đẹp mà bây giờ comment hết. Rồi, làm một cái button đi. Button đăng nhập, đăng đăng xuất. Như vậy. Rồi, ở trên đây mình sẽ kiểm tra cái gì? Đây mình sẽ ghi là con selector bằng use selector. Không, view app selector. Rồi không truyền vô gì hết. Như chỗ này phải truyền vô stay ở đó. Rồi ok. Có e-login không? E-login đâu? E-login nè. E-login. Log in. Chỗ này em phải ghi là log log in mới đúng. Log get in. Rồi, account ID. Chỗ này phải là user mới đúng. Rồi. Xong. Rồi, const dispatch bằng view apps dispatch. Rồi giờ em sẽ thử dispatch thử ha. Cái hàm này dispatch cái hàm login này. Ta rồi đây là hàm, đây là nút đăng nhập ha. Giờ khi mà em bấm vào này, đây là cái wallet này anh thấy anh thấy không? Khi mà em đấm bấm rồi đăng nhập nha. Cannot read a device là nó không biết cái chỗ payload này là cái gì.
Line 2950 đúng không? 29, 29, 50. Không biết payload là cái gì. Action.payload. Rồi. Thì chắc là khúc này mình phải truyền vô một cái payload. Đây, đây hay rồi, đây, hay quá, hay quá, hay quá. Account ID là anh tên là Triều. Name bằng Triều Việt Nam. Rồi. Đăng nhập. Đây, tuyệt vời anh thấy không? Rồi còn lúc đăng xuất thì mình cũng làm y chang vậy thôi. Nhưng mà chỗ này mình không có truyền vô gì hết. Rồi lóc ao. Rồi, từ cái khúc này là anh không cần phải quan tâm không cần phải đang quan tâm mấy cái file khác nữa. Anh, nếu mà anh có một cái tính năng nào đó thì anh chỉ việc viết thêm cái slide thôi là xong. Nè. Đang là cái gì? Đang là login bằng true đúng không? Đang bấm đăng xuất nè. Login bằng phone. Đây, tuyệt vời. Rồi. Xong rồi đó. Coi coi mình còn phần Ok nào nữa. Rồi bây giờ anh sẽ quên đi thằng Redux. Mình đừng có chị. quan tâm tới thằng Redux nữa, mình hãy quên nó đi. Rồi bây Là giờ tiết mục mới. em sẽ demo cho anh cái phần React built-in view context. Cho anh thấy tại sao mà mình nên dùng nó chứ không có nên dùng thằng Redux. Rồi nha, tắt hết, tắt hết, tắt hết, tắt hết, tắt hết, tắt hết, tắt hết. Tắt cái này luôn. Tắt hết. Rồi. Ok, bây giờ em chạy thử nha. Cái gift name nè là cái trang mua đồ hồi nãy á. Gen dev nè. Rồi, mình sẽ coi cái gì? Mình coi cái phần page đúng không? Coi phần app nè. Anh thấy à? Cái gì effect này em sẽ chạy cái init contract, sau khi mà chạy xong á nó sẽ hiển thị là contract đã được load, rồi nó kiểm tra coi người dùng có đăng nhập chưa. Nếu mà chưa đăng nhập thì nó sẽ chuyển đến cái trang login. Anh hiểu kịp với em không? Rồi. Ok nha, tức là chỗ này là chỉ kiểm tra, nếu mà chưa đăng nhập thì chuyển mày về trang login thôi. Rồi thì tại vì em nè chỗ này xóa hết đi, xóa hết, xóa hết, xóa hết nè, chưa đăng nhập thấy không? Này đăng nhập rồi, giờ đang đăng xuất nè, nè chưa đăng nhập thấy không? Nó chuyển với em về cái trang login, tại vì bản chất của cái thằng app này là nó hiển thị ở tất cả các cái trang của mình mà đúng không, nên nó chuyển mình về trang login nè. Rồi ok tiếp. Nè, anh thấy tiếp nha. Cái phần layout này quen không? Cái này anh biết rồi ha. Hồi Rồi. nãy em có demo rồi. Rồi, anh thấy một cái app này, anh không biết cái app này nó là gì. Đây, cái app nó được import từ cái app contact này. Thì giờ nó bọc hết nguyên cái thằng này, giờ mình coi coi nó là gì nha. Nè, thì nó ở trong contact. Thấy không? Contact, app contact. Đây. Thì giờ anh nhìn này. Cái này là nó inbox cái app đúng không? Tức là giờ mình quan tâm tới cái app này nha, đúng không? Giờ mình coi cái app này nó có gì nha. Thì cái app này nó nhận như một cái thằng children đúng không? Đúng không, đúng không, đúng không? Rồi ở đây nè, anh nhìn cái return của nó nè. Nó return một cái contact chấm provider. Ok không? Rồi nó truyền một Rồi. cái mảng có hai phần tử. Phần tử thứ nhất là state, phần tử thứ hai là dispatch, rồi nó chia hàng children vô. Rồi anh kịp tới đây chưa? Từ từ mình đi Rồi, phần này ok. sau nha, từ từ mình đi phần này sau. Rồi mình tới phần này nha, là bây giờ ở lần đầu chạy á thì cái nguyên khúc này nó tương tự, nó y chang với cái khúc ở ngoài app này, ok không? Nó cũng lần đầu chạy, nó cũng sẽ chạy cái chỗ này, nhưng mà em ngựa ngựa em thích viết cái này nha. Rồi vậy thì cái login check này nó sẽ kiểm tra, nó sẽ set timeout 1 giây.
tại sao em xếp 1 giây, tại em đợi em đợi cái ví này nó init thành công. Ok không? Thì nếu mà em không có chơi cái này thì em có thể kéo cái này ra ngoài này kia để cho nó chắc ăn là khi mà load xong cái ví thì nó sẽ giải cái hàm này. Ok không? Mình có gì cũng được. Chỗ này mình dùng eo là được nè, hay chỗ này mình dùng return đi cho đẹp ha. Rồi chỗ này xóa luôn. Ok chưa? Nhưng mà nếu mà mình dùng dispatch ở đây thì nó không biết cái dispatch là cái gì. Anh hiểu tại sao mà nó không biết dispatch không? Tại vì nè, anh thấy nè, cái contact provider này nó chuyển xuống thằng children đúng không? Mà nó là cái thằng app này, mà cái thằng app này nó bao cái thằng layout, bao cái thằng layout này. Cho nên là chỉ những cái thằng mà ở dưới đây nó mới biết cái dispatch này thôi. Thấy không? Cho nên đó là lý do mà em đẩy vô kia, chứ đâu phải tự nhiên mà em khùng em đẩy vô kia anh. Đó, em mới phải đẩy vô đây. Bất khả kháng. Nè, em bất khả kháng. Chứ em đâu có muốn như vậy. Rồi nha. Rồi. Vậy chỗ này nó sẽ chạy xong 1 giây đúng không? Sau 1 giây khúc này nó sẽ chạy. Anh hiểu cái chỗ cái hàm này chưa? Cái này gọi là callback á anh. Anh hiểu cái callback chưa? Rồi nha. Nãy giờ em quên nói lý thuyết về cái callback. Nó cũng là một cái hàm mà. Tức là anh truyền cho nó một cái hàm. Nè, anh truyền cho nó một cái hàm. Cái hàm nó trả về, cái hàm này nó sẽ chạy một cái đống ở bên trong đây. Nha, rồi giờ anh quan tâm là anh truyền cho nó một cái hàm. Nè, cái hàm ở tới đây nè. Mà cái hàm nó sẽ chạy sau 1 giây. Tức là cái hàm này nó sẽ chạy sau 1 giây. Ok hả? Thì công thức của set timeout á, mình truyền một cái hàm vô, rồi mình truyền cái mình xong rồi mình truyền cái thời gian. Thì sau cái thời gian đó nó, cái hàm trong đây nó sẽ được chạy. Ok nha. Ok. Ok. Rồi chỗ này nó sẽ kiểm tra coi người dùng có đăng nhập chưa. Nếu mà người dùng có đăng nhập thì nó sẽ dispatch cái type bằng login, nó chuyển cái payload vô. Anh này em làm demo thôi nên chuyện tầm 73. Ok ha. Rồi thông qua nha. Dạ, lát em sẽ giải thích tại sao mà nó lại chuyển cái stack về cái dispatch vô đây. Ok không anh? Rồi rồi rồi. Rồi nè, thì cái stack với dispatch này ở đâu? Thì stack với dispatch này nó bằng view reducer này. View reducer này. Thôi bây giờ em bỏ qua cái phần này, em sẽ giải thích cái phần mà nó sử dụng. Nha, giờ em vô cái dạng header nha. Là ở trong component header. Thì bây giờ anh đang làm một cái global state đúng không? Đang là một cái global stack đúng không? Thì anh có nhu cầu như thế nào? Anh lấy cái stack của cục anh lấy cái stack của nó ra. Thì anh lấy những cái dispatch của nó. Đúng không? Đó thì cái đây là cái chỗ mà anh lấy cái stack chứ lấy cái dispatch của nó ra nè. Rất là ngắn gọn. Một dòng. Rồi anh lấy nó ra rồi anh muốn làm gì với nó cũng được hết. Nhưng mà cái vấn đề là làm sao để lấy nó ra đơn giản. Anh thấy không? Nè, con stack với dispatch bằng view contact. Rồi nói chuyện cái app contact vô. Nè, cái app contact này là cái contact nè. Nè, nó là cái contact nè. Nó y hệt như là cái contact ở ngoài đâu ta? Y hệt như cái contact ở trong cái app contact này. Đây, nó là cái contact này đó, nó lấy cái ra cái stack với cái dispatch mà nó chuyện vô này. Anh thấy không? Tức là nó chuyển một cái mảng, và phần tử đầu tiên là stack, phần tử thứ hai là dispatch. Rồi bây giờ nó chuyển vô rồi đúng không? Và nó lấy ra. Đây, lấy ra rất là đơn giản, một dòng. Nè. Tức là chỗ này nếu mà viết ngắn thì nếu mà viết đầy đủ thì phải viết sao? Const array bằng view contact. Rồi app contact đúng không? Rồi anh mới const stack bằng array chấm stack. Rồi chỗ này anh mới call dispatch bằng. Nhưng mà ủa không không mình không có ghi gì được không đó.
nếu mà ghi đầy đủ thì phải ghi vậy. Nhưng mà mình là lập trình viên, mình là lập trình viên mà khủng khiếp, gọi là lập trình viên có kinh nghiệm, cho nên mình sẽ dùng như này, cách 1, còn cái này là cách 2. Rồi, cái này là gọi là destructuring array. Thì cấp 1 mình dùng ngắn hơn đúng không? Thì nói chung đoạn này anh hiểu không? Hiểu. Nếu mà viết viết đầy đủ thì nó sẽ viết như vậy nè. Ok nha, em thông qua nha. Kiểu kiểu dưới hơi chuối nha. Ừ, nhưng mà viết như vậy nó Ok. chuối quá trời chuối luôn. Cho nên mình phải phải viết như vậy thì nó xịn hơn. Đó, viết như vậy. Rồi, thì mình truyền xuống nè. Mình truyền xuống mấy thằng ở dưới. Rồi cái này là mình lấy ra. Rồi anh kịp chỗ này chưa? Hiểu cái logic chỗ này chưa? Rồi. Rồi nha, Ok. em sẽ giải thích tại sao mà mình dùng cái dấu này nha. Tại vì em không dùng nè thì nó sẽ hiển thị lỗi. Nó nói là mày lấy ra mà mày không xài. Đúng không? Ồ. Cho nên mình lấy ra thì mình phải xài đúng không? Thì chỗ này mình sẽ dispatch đủ các kiểu, mình chạy xài các kiểu mà em chưa có xài. Chừng nào em xài tới thì em xài. Giờ mình chưa xài mình dùng cái này. Ok ha. Rồi, bây giờ Hay. mình coi ở bên trong đó là như thế nào ha. Sao mà nó hay như vậy? Nè, thì anh thấy chỗ này nè. Use stack với dispatch bằng cái gì? Bằng use reducer đúng không? Use reducer là một cái mà nó thuộc React. Thì nói chung là nó nhận vô một cái reducer. Nó nhận một cái giá trị ban đầu và nó trả về stack với giờ stack với dispatch. Ồ, thì nó cũng giống y chang như thằng kia luôn nhờ. Ừ, giống y chang thằng Redux luôn. Chính xác. Cộng cộng nó y chang như vậy. Không không có khác một gì luôn, nhưng mà cộng đồng thích dùng Redux hơn. Nè, rồi xong rồi sao nữa. Nè, mình sẽ coi cái thằng này, view reducer thì nó có gì nha. Thì nó nhận như thằng reducer đúng không? Giờ coi thằng reducer này. Thằng reducer này là một thằng rồi. Nó nhận vô một cái stack với một cái action. Ok không? Rồi, nó nhận vô stack đúng không? Với action rồi nó sẽ kiểm tra cái action type nếu mà người dùng muốn đăng nhập nha, đúng không, thì nó sẽ gán cái user bằng action.payload đúng không? Dùng đăng nhập mà, cho nên là ilog y bằng true, em đang test mà đúng không? Đó thì đơn giản vậy thôi. Còn nếu mà người dùng đăng xuất ha, thì có phải là reset lại thằng user không, với lại nó gán ilog y bằng for không? Chỗ này mình ghi là stack bằng initial contact cũng được đúng không? Thì initial contact là nó chưa có gì hết nè. Rồi, đơn giản không? Đơn giản hơn Redux không? Xong rồi đó. Xong rồi đó. Rồi bây giờ em ví dụ nha. Mà hồi nãy mình ví dụ trong cái header rồi đúng không? Thì anh lấy được cái stack và dispatch ra được rồi nè. Rồi anh xài bình thường thôi, stack.elogin này cái kiểu để kiểm tra coi nó có đăng nhập chưa. Đó, rồi như bình thường thôi. Trời ơi, chỉ có vậy thôi. Rồi, kịp rồi ha. Ok. Thấy kiểu dùng nàng sướng hơn dùng kìa rớt nữa. Cho nên là những cái app mà nhỏ nhỏ thôi, không có scale lớn thì mình dùng vậy cũng được. Mà dù mà có scale lớn thì dùng vậy cũng được. Nhưng mà nhiều khi mà cái công ty, em nghĩ là nếu mà công ty mà nó xài Redux sẵn mà tự nhiên đi vô mà mình không có xài Redux thì nó sẽ chữ nát đúng không? Kiểu công ty xài gì mình xài theo thôi. Rồi, để coi cái bữa nay còn đề tài gì nữa ha. Xong cái Redux là khỏe hả? Ủa, mà nếu mà ở mấy cái dạng lớn thì Redux phải được ưu tiên thôi hay sao? Hay là phải sử dụng mấy cái Cái lý do tại sao mà người ta lại xài cái thằng Redux ha, thì cái thằng Redux á nó là một cái thằng mà gọi là Global State Management mà bự nhất, mà khủng khiếp nhất trong cái hệ mà React. Tức là nó được một cái lượng người dùng rất là đông đảo thì người ta tối ưu cái code của nó, với lại nó không có bị lỗi, mà cái hay nữa là nó chạy được trên nhiều nền tảng. Nó nói chung là nó có một cái tuổi thọ, có một cái lão làng, một 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 cái bề dày kinh nghiệm đó, cho nên là người ta sử dụng nó. Ok không? Cho nên sử dụng thằng Redux thì nó sẽ tối ưu hơn,
cái thằng contact này. Tức là khi mà một cái dự án lớn nha, nó sẽ rất là nhiều cái stack, giống như là Tiki hay là Shopee, nó có rất là nhiều cái stack, có một nồi stack, thì mình dùng cái thằng Redux này thì nó dễ quản lý hơn. Còn cái thằng mà view create contact nè của React á thì nó không có tối ưu bằng, cho nên là quản lý dự án lớn ở cái này là nó cũng không có tốt lắm. Mà tôi thì chưa chưa làm dự án lớn, tôi chưa biết. Redux Saga với Redux nhiều Redux Còn đó, nó là chung sao? tôi chả biết thằng Redux Saga là gì, nhưng mà để mốt về công ty thì từ từ học cũng một nồi. Nói chung là mình học cái gì mà giải quyết được cái vấn đề của mình thôi. Ừ, đừng học mà khủng khiếp quá. Rồi, tiếp Chán theo rồi. anh muốn thử cái đề tài với cơ sở dữ liệu hay là mình sẽ deploy lên trên Vercel? À, bây giờ em phải giải thích là tại sao mà mình không tức là ở đây em có một cái component tên là kẹp ha. Nè, giờ anh hiểu tại sao mà mình lại phải pass cái property xuống chưa? Anh hiểu tại sao mà mình phải bắt này xuống chưa? Tức là bây giờ mình không bắt được không? Thì giả sử Nếu bây giờ mình nếu không mà bắt dùng nha. dùng đất hoặc là dùng đất kia thì không cần cái đó nữa, cũng có thể lấy được cái tiền đúng không? Đúng, anh vẫn lấy được nhưng mà code nó ra rất là xấu. Với lại cái phần render này em chưa nghĩ ra nữa, nếu mà mình không truyền xuống thì làm sao mà để nó hiển thị ra được. Bây giờ để em coi cái kẹt này có cái reference không nha. Đây nè, mình xài thằng kẹt ở trong đây nè. Sao mở cái file này ra nè. Thì bây giờ anh đang xài kẹt ra đúng không? Bây giờ giả sử mà anh không có bát cái này vô, đúng không? Anh đang nói không bát mà đúng không? Thì làm sao để anh kẹt này nó biết là cái giá và cái symbol là cái gì? Làm sao mà để thằng kẹt này biết? Giờ thằng crypto rồi chứ, anh giờ em ví dụ nó nằm ở trong cái global state á, làm sao mà để trong từ cái thằng kẹt sâu ở là sâu này mà biết, mà mình không truyền cho nó cái gì hết thì nó không biết được. Anh hiểu ý em không? Ok. Nó giống như một cái lời gọi hàm á, cái thằng kẹt nó giống như một cái lời gọi hàm á, mà khác là nó hiển thị ra màn hình à. Nhưng mà anh hiểu tại sao chỗ này mình dùng map không? Tức là giờ bây giờ crypto nó là một cái mảng đúng không? Mảng để Mà render cái cái mảng. bản chất của cái thằng map, anh có dùng qua map chưa? Anh có dùng qua map nhiều chưa? Có dùng rồi. Tức là bây giờ Có một biết. cái mảng đúng không? Mình sẽ map cái mảng này. Tức là mình sẽ chuyển một cái này thành một cái mảng này thành một cái mảng khác. Mà cái đặc điểm của cái thằng JS á, là ví dụ như ở đây em có một cái mảng này, giả sử em dùng chỗ này một cái mảng nha, rồi em cho nó là hello, em cho nó là một cái b đi đúng không, là hello bạn, cho em phẩy cái em ghi là y chẳng hạn, hello anh đấy. Thì cái này khi mà nó render ra nè, thì cái này khi mà nó render ra thì nó sẽ render ra cái là hello bạn, xong rồi hello anh đúng không? Nè, thì cái bản chất mà của cái crypto này nó là một cái array đúng không? Nó là một cái array đúng không? Thì giờ mình chuyển cái array này thành những cái JS element là cái card này. Thì lúc mà khi mà sau khi mà nó map xong á, thì nó sẽ ra một cái đống như là HTML, như là kẹt 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 dạng gì đó. Nè, nó giống Hiểu như cái vậy này nè. hiểu. Ok, hiểu quá, vậy em qua nha. Rồi thì bản chất của thằng map thì mình phải truyền xuống nó mới hiểu được, chắc chắn là phải truyền nó cái gì đó thì nó mới hiểu được. Như mình for each một cái array thôi mà Giống như thì là bây giờ này, ví dụ như em viết Rust đi đúng không? Sử dụng em viết một cái function, viết một cái function test đi ha, rồi em cho nó nhận vô một cái giá trị là vào chẳng hạn là y32,
Rồi ở đây em print nó ra. Print vào đi ha. Rồi. Giờ câu hỏi đặt ra là em có một cái hàm main. Rồi, bây giờ làm sao mà anh có thể giờ anh có cái số mà in thôi let đi. Let v bằng 100. Rồi chỗ này anh sẽ test. Rồi bây giờ làm sao mà để nó in ra được số 100 mà không cần phải chèn xuống. Chắc chắn là không được đúng không? Đúng không? Còn nếu mà anh để cái số 100 ở ngoài đây thì nó rất là loạn. Anh để cái số 100 nằm ở tuốt này thì nó rất là loạn. Nhưng mà giả sử để ở ngoài đây luôn thì làm sao mà để ở đây nó hiểu được? Giả sử chỗ này nó không phải là vi đi đúng không? Nó là một cái mảng. Nó là một cái mảng một cái số mà 4 5 6 7 8. Giờ em muốn số 7 nó phải hiển thị ra. Giờ làm sao mà để nó hiển thị ra được số 7? Thấy không? Nó rất là rắc rối. Cho nên mình cứ chèn cho nó cái vào đi, vào thì cho nó là số vi thứ mấy đi. Đúng không? Rồi mình lại test thì mình lại chèn cho nó tiếp thì nó sẽ rất là thì nó sẽ hiển thị ra rất là đẹp. Nói chung là người người ta xài gì thì mình cứ xài đi ha. Ví dụ như cái chỗ này người ta đẩy những cái này xuống cái drop á, thì người ta đẩy xuống thì anh cũng bắt chước người ta đi ha, mình đừng có làm khác biệt ha. Anh có còn nghe không? Còn tỉnh Ok táo ok vẫn có không? thể nghe Ok nha. ok nha, ok nha, còn tỉnh táo nha. Cái phần mà deploy này thì nó đơn giản hơn. Tiếp tiếp mục tiếp theo là deploy. Rồi, deploy. Rồi, em deploy rất là nhiều trang ở trên Vercel. Thì Vercel này Ủa. nó là một cái tập đoàn gì đó, gọi là sao ta? Tức là Next.js là của cái thằng là của đội lập trình viên của Vercel. Nó lập trình ra. Hay hay không? Cho nên deploy Next.js lấy thoải mái. Đó, anh cứ có xong rồi anh đẩy lên đây thôi mà tốc độ nhanh nữa. Ví dụ như em có chép sọt một cái trang block về rồi em deploy lên nè, đó thấy không? Tốc độ rất là nhanh luôn. Thì deploy thì bây giờ tạm thời anh đẩy lên GitHub nha. Rồi anh chọn cái new project. Rồi anh sẽ import chọn cái template nè, hoặc là chọn cái nào đó ở trên đây nè. Đây thấy không? Anh chọn mấy cái trên đây nè, rồi nó sẽ deploy ra cho anh ha. Hay thế. Thì giờ giới thiệu qua chứ giờ em làm biếng mà đẩy lên GitHub rồi đẩy qua đây lắm, mất thời gian lắm. Được. Chắc anh cũng biết rồi, anh làm DevOps mà ha, dám ba cái này. Rồi tiếp theo Risma DB ha. Ok, tới phần hay rồi, phần này xong là mình nghỉ nha. Bây giờ mình phải coi coi bây giờ phải tạo một cái cơ sở dữ liệu trước đúng không, tạo một cái database trước đúng không, tạo một cái database. Em dễ nhiều lắm nhưng mà mình không có coi nhiều nè. Thường thì người ta hay dùng sử dụng cái database nào nhiều nhất? Theo Kiểu thống một kê của nhân loại thì most popular database thì Yeah, người ta next. xài cái Oracle nhiều nhất, nhưng mà cái Oracle nó khá là SIDA với nó khá là nặng. Em cũng bị trường ép cho nên em mới học thôi chứ em không muốn học cái Oracle rồi. Còn cái SQL á thì nó nhẹ Dùng PHP nhưng mà nhiều đúng người không? xài. Còn cái thằng Microsoft SQL Server thì cũng là do ép buộc thôi mới xài thôi, không có thích tí, không thích tí nào. Rồi tiếp theo là Bỏ quy tiếp theo Postgre nha. Thì ở đây em thích thằng nào nhất ta? Mongo. MongoDB là không, nó là cái kiểu dữ liệu mà không có, gọi là không có quan hệ anh, tức là giữa các bảng nó không có quan hệ với nhau á. Còn thì nói chung cái thằng Postgres này tại vì nó free. Còn mấy thằng trên đây thì phải trả tiền, em không có tiền cho nên em thích thằng nào free lắm, cho nên mình sẽ Dùng chọn nhiều cái nào sẽ trả một tiền. trong hai thằng này, mình sẽ chọn một trong hai thằng này. Nhưng mà khi nào thì mình dùng cái thằng ở trên, khi nào mình dùng cái thằng ở dưới ha. Thì anh dùng cái thằng Postgres á khi mà anh cần đọc dữ liệu nhiều. Ví dụ anh làm một cái web xem phim đi đúng không, thì mỗi lần người ta vô cái web á, người ta phải vô cơ sở dữ liệu, người ta phải lấy phim ra đúng không, thì người ta sẽ lấy phim ra nhiều đúng không, chứ đâu có ai mà
up phim nhiều hơn mà lấy dữ liệu ra đâu đúng không? Lấy dữ liệu ra rất là kinh khủng luôn. Ok không? Tức là khi mà mình cần lấy dữ liệu ra, cần rất là nhiều query để lấy dữ liệu ra thì mình dùng PostgreSQL thì tốc độ của nó ngang với thằng MySQL. Là thằng này nhanh lắm á, nhưng mà thằng này nó nhanh bằng luôn, nó ngang bằng luôn. Tiếp nha. Khi nào mình dùng thằng Mongo này, khi mà anh làm cái ứng dụng chat mà cái kiểu mà Telegram á, hay là kiểu mà Discord á, anh lưu rất là nhiều cái tin nhắn đó, thì lúc đó anh dùng cái này. Còn Elasticsearch như là cũng lưu nhiều text á, cho nên mình mới dùng cái này. Mà mấy thằng cu này thì ít ít ai xài lắm. Rồi MariaDB là chắc là con nuôi của thằng MySQL, bản nâng cấp của MySQL. Nhưng mà nói chung là em sẽ xài Postgres ha. Để nhu cầu mình có gì đâu, mình xài này thôi. À, có một câu hỏi là làm những cái ứng dụng mà liên quan tới trên blockchain á, thì thường người ta cũng nói là nếu mà mình lưu quá nhiều dữ liệu trên blockchain thì mình sẽ tốn cái phí á, khá là lớn. Vậy thì off-chain và on-chain thì cái giải pháp nào để mình lưu? Em nghĩ là tùy theo dữ liệu mà mình lưu ở off-chain hay là on-chain. Ví dụ như là blockchain nó giải quyết cái gì? Nó giải quyết vấn đề minh bạch đúng không? Nó giải quyết vấn đề mà minh bạch giữa tiền tệ này. Minh bạch khi mà thằng dev hay là bất cứ người nào gọi những cái hàm gì thì nó minh bạch như vậy á. Đúng không? Thì mình cái gì cần minh bạch thì mình sẽ đẩy lên on-chain, còn cái gì mà dữ liệu người dùng cá nhân mình sẽ đẩy lên off-chain. Tức là lưu trong cơ sở dữ liệu. Nhưng mà nếu mà mình lưu cơ sở dữ liệu ví dụ như một người hoặc là cái gì đó cũng là mình lưu tại một cái server bình thường đúng không, thì nó là centralized đúng không, Ừ nhưng thì nó mà là người ta server. không người ta thích tất cả những cái dữ liệu người ta decentralize thì sao, thì có giải pháp Vậy thì nào? bây giờ anh biết về cái decentralized á, nó là tất cả mọi thứ đều được công khai đúng không? Không nhất thiết là công khai Chắc mà chắn cái là dữ công liệu khai, cũng anh đã lưu trên chẩn là anh phải công khai. Giống như cái NIR á, ừ. cái NIR mà có bằng Rust á. Giờ dù cho mà anh viết một cái hàm private đi đi đúng không, thì nó vẫn xem được anh, thì À, nó xem smart contract thôi thì tất nhiên là nó được phép mà nó được xem phép được hết mọi xem. thứ trong smart contract. Thì trong cái on chain thì phải lưu trên smart contract đúng không? Đó mà lưu trên chẩn là chắc chắn là công khai rồi, ai cũng thấy hết rồi, À, blockchain là on công chain khai. thì tất nhiên là người ta được truy cập, nhưng mà anh nghĩ cái dữ liệu mà off chain thì nó sẽ có một cái thằng nào để nó cung cấp cái service cho mình để mình có thể lưu trữ mà có chế độ mà chỉ cá nhân chỉ người đó được xem thôi, chứ làm sao mà có chuyện Như là ai em cũng cái có thể phần xem. cái thằng Facebook đó, nó có một cái mã gọi là cái mã gì em quên rồi, cái mã mà BGS hay BSG gì đó, gọi là một cái public key với private key. Thì cái này em sẽ giải thích đó, giải thích ha. Ôi được 2 tiếng rưỡi rồi. Rồi vậy thì giờ Rồi bây giờ nha. Anh có một cái data đúng không? Anh có cái public key. Thì nó sẽ ra cái gì? Ra một cái data mà họ encrypt data. Ok không? Tức là data mà có public key thì sẽ được, thì cái data sẽ được mã hóa. Ok không? Rồi tiếp theo nha, là cái private key cộng encrypted data bằng data. Thì nếu mà lưu ở trên on-chain á, thì nó phải lưu cái kiểu như vậy. Nếu mà dữ liệu người dùng mà lưu ở trên on-chain á, thì nó phải lưu kiểu vậy. Ví dụ như giả sử giờ anh lưu số chứng minh nhân dân của anh ở trên blockchain đi ha, thì nó sẽ lưu ở dưới dạng là public key. Tức là nó sẽ lưu, anh muốn lưu nó ở dạng mã hóa đúng không? Mà mã hóa người ta mới không thấy chứ. Nhưng mà khi mà mã hóa thì nó đâu có còn là, nó vẫn mang tính decentralized ha. Vậy thì lưu ở trên blockchain thì anh cho cái data là chứng minh nhân dân cộng với public key sẽ bằng cái mã hóa. Còn anh lưu,
Anh muốn giải mã cái chứng minh nhân dân của anh á, thì anh phải có cái private key. Ví dụ như private key ở đây là cái 16 chữ số, 16 chữ số cái gì đó, 16 chữ số gì đi đúng không, 16 chữ số khi mà đăng nhập vô ví á, thì em nghĩ là mình sẽ dùng như vậy được. Encrypt thì sẽ bằng data rồi, ok. Ok. Thì nếu mà lưu on-chain thì anh phải mã hóa như vậy á, mã hóa bằng public key với lại private key. Thì cái public key với private key này mấy cái ví điện tử nó cũng xài đó anh. Ví dụ như cái MetaMask hay là ví Near nó có bao nhiêu ký tự á, thì nó cũng theo cái phương Có pháp ngàn có public đó key với private key này. Rồi, thì thông qua nha. rồi. Mình đang nói tới gì ta? Đang nói tới DB đúng không? Mình sẽ tạo một cái DB ha. Heroku cho một cái gói tạo mình có thể xài tẹt ga. Rồi em bấm vô new nè. Rồi em new app nè. Em ghi một cái app tên là Anh Triệu Trai, ok. App cho Pipeline là khỏi khỏi app cho Pipeline đi ha. Ready app này. Chờ Postgre đi. Rồi, tạo app. Rồi, sau khi mà mình tạo thành công á, sẽ bấm vô cái resource. Cái add-on này. Mình sẽ ghi vô ha. File more add-on đi. Ở chỗ này để mình sẽ thử cái Postgre, Postgre đi ha. Nè, Heroku Postgre. Rồi. Giờ mình chọn gói ha. Mình chọn gói free thôi. Làm gì nhau. Rồi, sau khi mà tạo thì thành công. Chọn cái phần View in-depth Center này. Để mình coi cái thông số mà để mình kết nối á. Ủa, là không phải view giống. Bấm vô ha. Có vẻ là ok á. Rồi bây giờ em sẽ cài đặt một cái gọi là Prisma nè, Prisma.io này. Thì cái Prisma này nó là gì? Nó là một cái ORM. ORM giống như là một cái giống như một cái cổng mà để kết nối giữa cái thằng Node.js với lại cái thằng cơ sở dữ liệu mà đơn giản. Ví dụ như anh muốn tạo một người dùng này, anh thấy không? Anh dùng lệnh là prisma.user.create. Anh thấy đơn giản không? Một dòng nên là tạo được người dùng liền. Tại vì ở quay nó sẽ trả về cái người dùng mà vừa được tạo. Rồi giờ mình sẽ sử dụng này. Thì ở đây try locally nè. Quick start này. Chọn cho quick start này. Rồi. Rồi, nó kêu mình download project hoặc là chả biết kêu là gì. Install dependency nè. Ở đây nè, thì anh đã thấy là nó tạo nên một cái Prisma client. Rồi xong rồi trong cái hàm main thì nó lấy user bình thường. Có cái cách nào. Nè, add to existing project nè. Relational database nè. Connect to your database. Đây mình sẽ cài đặt Prisma nè bằng cái lệnh này. Anh còn tỉnh táo không? Rồi em cài nha. Cài Prisma nè. Này có gì đâu, cứ lúc nào cũng tỉnh táo không? Em hơi đuối. Tỉnh táo rồi Rồi bây giờ em sẽ cài cái Prisma nha. đúng không? Rồi sau khi mà cài xong, mình sẽ dùng. Bạn có thể gọi cái Prisma CLI bằng cách MBS này. Tiếp theo là hãy setup một cái Prisma bằng cái lệnh này. MBX Prisma init. Rồi setup thành công. Gì đây? Gì đây? Rồi. Prisma Schema đã được tạo nên ở cái chỗ này, bạn có thể mở ra và edit các kiểu.
Set database dùng cái file env này. Thôi mình mở ra trước đi ha. Rồi, thì nó nằm ở trong cái thư mục là gì? Ủa cái này ở trong git này hả? Mình làm chứ tôi mình làm trên cái project kia mà ha. Trời ơi, Install nha. Rồi. mất công quá. Rồi để đại khái được rồi, đại khái biết cách sử dụng là được. Mình cũng thực hành thêm. Ừ thì anh thực hành nhiều thì anh sẽ cảm thấy mình không cần phải nhớ. Anh muốn làm gì thì anh kiếm đốc của nó rồi anh làm theo. Nè, NBS và Risma E xong init này. Rồi, xong rồi thì ở trên đây nó sẽ có một cái thư mục tên là Risma. Có một cái file schema nè. Rồi, anh mở file schema ra anh sẽ thấy những cái thông tin giống vậy. Chỗ này anh sẽ trở thành cái database URL của anh. Thì cập nhật nó ở trong cái file env đúng không? Anh là DevOps mà anh biết cái này ha. Rồi chỉnh sửa cái chỗ này. Coi comment đây nó có chưa ha. Đây, data clip nè. Setting. Đây, database credential. Đây. Cũng hơi đơn giản ha. URI nè. Rồi, copy hết thằng cu này. Rồi, có vẻ là ổn. Rồi, bây giờ mình sẽ tạo nên những cái bảng ha. Rồi, ví dụ giờ anh muốn tạo bảng gì ha? Model user đi ha. Đây thì user nó sẽ có ID, name, email, password. Cái nền Create app vả nè. Attribute not null là create app. Chỗ này I want create app default is now. Đấy, trời ơi. Ghê không, ghê không? hay vậy. Ừ, trời ơi, khủng khiếp. Rồi, giả sử em làm một cái trang blog đúng không? Thì nó sẽ có blog đúng không? Blog đúng không? Đó, trời ơi. Nè, blog. Thì anh thấy ở đây cái outer ID nó là string đúng không? Em muốn outer ID nó phải là ID của user. Sao mà nó ngu quá anh. User đi ha. Nè, relation là quan hệ với lại outer ID này. Em chả biết là có ok chưa. Cái này phải là boss chứ đúng không? Chứ ghi block mà nó không hiểu, phải không? Đó. Nó vẫn không hiểu. Trời ơi, sao mà nó ngu quá. Đọc đốc của mình này. User thì nó có những cái bài đăng ha. Trên cái model user nó sẽ có post đây. Thì chỗ này ở đây ở dưới post thì nó phải có nói tới cái hàng user. Nó phải có một cái outer bằng là user nè. Rồi quan hệ với cái gì? Quan hệ outer ID. Reference tới ID. Rồi một cái outer ID. Chỗ này là outer ID là sao ta? Là trong user lại có bot nhỉ? Thường ví dụ như trong bot thì nó sẽ có thuộc của hàng user này chứ. Tại cấu trúc nó vậy. Tức là khi mà anh lấy ra hàng user đúng không? Anh chấm bot cái nó sẽ ra được những cái bài đăng của hàng user thì tiện không? Đúng không? Chứ giờ không lẽ giờ anh phải worry tới cái bot rồi anh lấy những cái bài đăng mà outer ID bằng user ID. À, nếu mà quan hệ như thế thì lúc mà cập nhật database thì nó sẽ cập nhật luôn cả cái mảng bot trên của user Đúng rồi, chính xác. Tiện không? Rồi, Tiện nha. anh thấy anh chỉ làm một cái file mà schema Prisma này thôi. Là tất cả các database là đều hỗ trợ hết.
thử nè, ok. Prisma Database Support. Thì nó Trường sẽ hợp hỗ xóa trợ, được các kiểu thì nó vẫn hỗ trợ là nó sẽ đồng bộ cả hai đây bên chứ gì. anh thấy khủng khiếp không, nó hỗ trợ một đống database mà. Hỗ trợ MongoDB mà, mấy cái database trên ở trên núi. Rồi. Rồi, tạm thời là làm hai chức năng này đi ha. Em sẽ viết cái API ha. Đúng không? Làm xong rồi phải viết API chứ. Thì chỗ này nó kêu là set cái provider nè, là Postgres DB nè, là rồi nè. Rồi chạy cái Prisma DB bool để biến cái database schema thành Prisma Key Schema, rồi dùng cái Prisma Generate để tạo nên client. Rồi dùng nè. NBX Buồn chứ Prisma DB bool. xin Hai tiếng 35 phút. Rồi. To fix this, the IntroBox database was empty. Bạn có hai option, một là tạo những cái bảng bằng tay, hai là make sure cái connection này chỉ tới một cái database mà không có empty. Chỗ này chắc mình dùng bot đi ha. buôn là kéo từ trên kia xuống xong rồi giờ mình em đang cũng bút chả biết nữa. Nói chung em dùng bot là nó đẩy cái database này lên trên, thấy không? Mình dùng bot này tức là trên trên cái database nó sẽ update những cái bảng giống như vậy. tại vì hiện tại bên trên kia đang rỗng kìa đó rồi Ở trên kia đang rỗng buôn nè, cho nên lên là sau khi mà bot lên nè, nguyên tắc giống như GitHub vậy chắc vậy. để Data nó clip cứ đúng không? thôi Nè, coi coi trên data clip nó có gì ha. Mà để nó load thêm chút đi. Nè, tạo cái data clip mới. Rồi thì khúc ở bên đây nó sẽ hiển thị ra những cái bảng, thấy không? Bảng user với bảng bot. Tuyệt vời. Tuyệt vời ha. Rồi. Hay buồn cũng hay. Bây giờ tạo một cái API đăng ký ha. Thì chỗ này ghi là V1 ha. User register.txt. Tại vì API người ta hay dùng V1 của anh. Anh làm DevOps chứ anh biết mấy này ha. Ok. Biết anh làm DevOps hay anh làm tester ha. Rồi register này. Rồi. Vậy thì bây giờ một người dùng mà muốn đăng ký thì mình cần những cái thông tin gì? Create app là email ID, không cần email nè. Cần email, cần name chứ cần password. Đúng không? Thôi chỗ này để em làm nhanh nha. Nè, sau khi mà chạy xong nó sẽ hiển thị ra là đã cài đặt cái Prisma cho cái dự án của bạn nè. Giờ muốn xài thì sao ta? Để em mở lại code cũ của em. Tay trong bàn tay hả? Em làm cho cái trang web của nhà thờ em á, nhưng mà tụi nó không xài, chắc là khinh nè. Dùng tới Em làm 5 tháng trước. người ta Thì quen mẹ clip hả ta, hình như cái này em xài Mongo thì em xài Mongo thì phải. làm đẹp hết nhỉ Trang nào ta, trang nào ta, từ thiện transparent. Nè, trong Prisma schema
Đây, Prisma Client. Rồi, em sẽ tạo một cái thư mục tên là lib. Thì cái thư mục này nó có nghĩa là gì? Chấm té không đi. Nè, này thì anh thấy không? Nó sẽ import cái Prisma Client ra. Rồi nó sẽ tạo một cái Prisma. Nó kiểm tra coi có phải là Rodution không. Nếu mà không phải thì nó sẽ Global.prisma là gì ta? Cái global.prisma để search Google. Kỷ liệu any Đây, declare global. Giống y chang ở ngoài kia ha. cũng ta ta ship kiện phút Chỗ này là Prisma đúng không? Prisma thì có kiểu gì? Prisma Client. xin Rồi. Mà chỗ này nó cần mình có cái gì nữa? Cái var hả? Rồi, ok. Rồi, vậy là xong. Bây giờ em muốn xài trong cái router mà register nha. Tức là em dùng cái này để cho nó review á. Rồi. Chờ chỗ này. Em sẽ import ra import Prisma from Kenify model. Mình đang ở trong thư mục là user này, V1 này, API này, basic new demo này, lib này, Prisma. Rồi, chỗ này nó không biết Prisma là gì. Một anh có thể về về đi cũng được. Ok. Rồi bây giờ anh muốn lấy cái gì? Giả sử giờ anh muốn ghi vô trong Prisma đi đúng không? Nè, Prisma user nè. Prisma.user.create nè. Data nè. Name nè. Sau khi mà tạo xong này. Nhưng mà em không muốn dùng kiểu này. Dùng async ngay đây. Con user new user bằng away. Chỗ này nó báo lỗi tại vì thiếu những cái trường như email. Ủa? Rồi tạo ra thì nó có những cái trường gì ha? Thì ở đây user nó có một cái trường như email password. Thì ở đây có email nè. Hộp thư cô tính đi. Cái name ở đây là tím. Pass có bát có bát vượt nè. Có email, email nó bị gì à? Email thiếu dấu này. Rồi hết lỗi rồi. Giờ em sẽ trả về hàng user thử nha. Nó bị gì nữa rồi. User không thể assignable to parameter of type data. Rồi chắc là cái thằng data này nó không biết là gì. Thì trả về user đúng không? Kiểu gì? Kiểu user. Phải lấy được cái kiểu mà user ở ở ngay đây. Dùng any đây, dùng any đại đi. Dành đẹp. Tức là mình phải dùng cái kiểu user này đúng không? Không, mình dùng cái kiểu user này. Nè, nhưng mà để em coi cái hàng user này làm sao mà để lấy được. Thì go to definition, go to implementation, go to reference. Cách nào mà để coi
Risma này. Insert là về cách nào lấy được cái kiểu user này, cái này này. Đây, anh thấy không? Sao mình lấy được cái này nè? Chữ user này chữ u với kho. Rồi, vậy coi coi nó biết không? Vậy chắc phải import type user Bỏ. from. Rồi, ôi. From cái file index mà mình mới vừa mở ra. Prisma. À, phức tạp quá, copy mẹ ông đi. Không mà thôi dùng any đi. Thôi chạy xử lý cái đó xong. Rồi ok thì nó sẽ tạo ra một dây sao mới rồi nên nó trả về cho mình đúng không? Thì đáng lẽ mình phải lấy dữ liệu từ request từ tùm lum ha, thì phải làm form rồi nữa ha. Chỗ này chắc anh biết ha. Ở chỗ này em chỉ gọi thử coi nó chạy được không. Thì Prisma nó có một cái rất là hay tên là Prisma Studio. Coi nè, NBS Prisma Studio thì nó sẽ hiển thị lên một cái UI. Đây, một cái UI. Bấm vô user này, thì không có cái row nào trong đây hết. Anh thấy tiện không? Đấy, cực kỳ tiện luôn, Hay. dễ quản lý lắm. Rồi add record cũng được không này. Rồi, bây giờ thử chạy cái API này nha. Local host 3000. Okay, em sắp hết ra máy tính rồi. Local host 3000 API V1 User Register. Rồi, nó phải tạo cho em một thằng user. Không tạo là em chửi. Anh thấy không? Nó tạo được một cái ID, anh thấy không? Thì mình coi bên đây nha. Mình refresh lại nè. Đây, đây có một thằng user thành anh thấy không? Ai anh thấy nó đơn giản không? Rồi giả Nào sử chỗ này anh nhỉ? không muốn lấy không muốn tạo user đúng không? Anh sẽ ghi là get all user. Chỗ này anh ghi thấy không? File many. Rồi xong rồi khu chỗ này mình return một thằng user. Anh kịp không? Tức là nó sẽ trả về hết user không nha. Giờ thử thêm thằng này. Tên là em thức khuya quá em quên tên anh Triều đúng không? Rồi 123. Rồi ok. Cái app là rồi em thử em lấy thử nha. Em F5 vào cái trang này thì kết quả nó phải ra tất cả người dùng đúng không? Đó anh thấy tiện không? Rồi anh có được cái đống này là anh sẽ render ra trên frontend được. Ok, coi còn phần nào không? Đây. Rồi. Thì anh có thể gọi contract. Tại nãy em có kết nối với cái contract đó. Nè, nó có những cái API mà trong window.contract rồi gọi hàm ra thôi. Đây em ví dụ nha. Nè, window.contract này, thấy không? Đấy, anh thấy không? Nó vô cái contract của em nè. Nó có những cái hàm. Đó, rồi em sẽ gọi ra. Ví dụ như cái hàm mà create comment rồi em chèn một cái kiểu ha. Rồi đó, thì dạng vậy đó. Thôi không thể tin được là em giải thích được hết nguyên cái đống này. bro có khác. Ok ra rồi. Anh có câu hỏi nào không? Anh có thắc mắc nào không?
Ok, anh phải luyện lại cái video này một lần nữa, được, phải nuốt được cái này đó. Thôi em Rồi.